Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu Mai rất vui được gặp các bạn và ngày hôm nay sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập 2 Chúng ta cùng đón nghe và chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận Đừng quên đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác do so Mai diễn đọc nữa nhé Tập 2 Khổ cảnh đột nhiên vụt tắt, xung quanh chỉ còn lại một màu tối đen Cô sợ lắm, cha mẹ và mọi người đâu rồi, đừng bỏ con một mình mà Nhi ngồi gục xuống, khuôn mặt xinh đẹp úp vào hai đầu gối khóc nức nở Bỗng cô nghe tiếng gọi Nhi à Làm ơn mà em tỉnh lại đi Tôi không thể mất em được Phong cái tên duy nhất xuất hiện trong đầu cô Tại sao giọng anh buồn thế Anh khóc à Cô ngẩng đầu nhìn phía trước Đúng là anh Anh đang đứng đó đợi cô Cô đứng dậy tiến bước về anh Khi chỉ cách vài bước cô bỗng khựng lại Ánh mắt dao động nhìn anh Nhưng cha anh và cha mẹ cô có thù Liệu cha mẹ có giận cô vì đem lòng yêu anh không? Cô nhìn anh bước chân lùi lại phía sau Bỗng có một lực đẩy cô phía trước Cô quay lại nhìn Cha mẹ nhìn cô mỉm cười Cô bật khóc ôm lấy họ Cha mẹ à đưa con theo cùng được không Có muốn bên hai người Đáp lại mẹ dịu dàng vuốt mái tóc cô Con yêu Đừng với bất cứ ai bỏ lỡ cuộc đời mình Hãy thành thật với trái tim mình Chúng ta biết con yêu chàng trai kia rất nhiều Cha cô tiếp lời Đúng đấy Cậu ta là chàng trai tốt con gái ơi Đừng vì lời kẻ xấu Để người mình yêu thương ra xa con à Họ ôm lấy cô lần nữa Đến lúc chúng ta phải đi Con phải sống tốt Cha mẹ luôn dõi theo từng bước đi của con Trong lòng nhẹ nhõm hẳn đi Cô nhìn anh đầy yêu thương Rồi chạy đến ôm lấy cụ anh Em yêu anh, tình yêu của em à phòng nhìn bàn tay cô có chút động đẩy Anh vui sướng nắm lấy nó Nhi à, Nhi, mở mắt nhìn anh đi Đôi mắt nặng trĩu từ từ mở ra, cô hài lòng vì anh là người đầu tiên cô thấy, khóe môi cong nhẹ, "Phong, chào buổi sáng." Bàn tay run run nắm chặt tay cô, anh vội vàng ôm lấy cô như thể sợ cô đi mất, "Tốt quá em tỉnh rồi, em có đau ở đâu không? Có thấy mệt mỏi hay chóng mặt không? Số số mấy đây, em nhận ra anh chứ?" Anh hỏi một loạt câu hỏi, cô chưa kịp đáp, anh ôm lấy cô lần nữa thủ thỉ, "Xem ngốc thế, đánh anh cũng được, đâm anh cũng được, sao lại chọn cách đó?" Em như vậy anh đau hơn gấp trăm ngàn lần Cô ôm anh Có vẻ cha nói đúng Cô ngu ngốc tin lời người đàn ông kia Rồi tổn thương người cô yêu Đáng lẽ cô phải hỏi anh Anh chăm sóc cưng chiều cô tận 10 năm cơ mà Phong Em xin lỗi là em ngu ngốc Em không nên khiến anh đau lòng Khiến anh lo lắng Tất cả là tại em Anh nghe vậy bỗng cảm thấy kỳ lạ Em nói gì thế Em giấu anh điều gì à Cô nuốt nước bọt rồi gật đầu thừa nhận Quả nhiên mặt anh đen xì có chút giận dữ Cô ngoan ngoãn kể cho anh mọi việc Lần này không vội vàng kết tội anh nữa Vì cô đã thông suốt rồi Cô phải tin anh chứ Anh dù ác độc nhưng chưa bao giờ làm tổn thương cô Trong suốt 10 năm qua Và hẳn cả tương lai cũng vậy Sau khi kể lại chuyện về cha con họ chịu Nhi thận trọng nhìn anh Phong, anh không giận chứ Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô Sao lại giận Là họ lừa em Ngược lại phải cảm ơn em vì hiện tại em tin anh chứ không tin họ anh phải cảm ơn cha mẹ em họ khuyên em nên tin anh có khen anh là chàng trai tốt không ngờ cha mẹ vợ công nhận anh như vậy đúng là hạnh phúc quá anh ôm cô trong lòng hôn lên trán cô liên tục mấy cái nhi chỉ biết nhắm tịt mắt trước hành động trẻ con của anh sau đó anh nhớ phải gọi bác sĩ kiểm tra cho cô ông bác sĩ tốt bụng nhắc nhở nhi một câu cô gái trẻ lần sau chồng cô có làm gì cứ đến tìm tôi tôi mắng anh ta thay cô chứ đừng chơi với tử thần như thế này đau tim bác sĩ chúng tôi lắm cô chỉ biết cười trừ rõ chuyện này do cô nghĩ lung tung mà ra chứ có phải tại anh đâu bác sĩ đi anh cười ra nhìn cô vợ này chồng mua cháo cho vợ ăn đấy anh đừng có gọi kiểu đó nữa xến chết đi được đêm hôm đó sau khi cô ngủ say anh ra ban công gọi điện cho tiêu ngạn lão già triệu kính đình đó mò đến tận đây rồi hạn cho cậu trong ba ngày mau chóng xử lý hắn cho tôi tiêu ngạn vừa chợp mắt thì bị vị ôn thần gọi tới hơn nữa bắt anh làm những việc khó khăn như vậy anh bực bội đáp đại ca nửa đêm rồi đấy cậu không muốn ngủ thì để tôi ngủ tự nhiên giao việc tầm này cho tôi tôi không làm đâu anh lạnh giọng ok vậy cũng được tiêu ngạn thấy hơi rét phong anh biết là kiểu dễ dãi vậy á không làm đó là việc của cậu trừ lương là việc của tôi anh bổ sung thêm một câu rồi gắng gượng cười mà tim dị máu đại ca em đùa đấy đùa đấy ai mà không biết em sẵn sàng lên núi đao xuống biển lửa vì anh em hứa hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo nhất tiêu ngạn tắt máy trong lòng thầm chửi phong bảy bảy bốn chín lần bạn bè như cái quần quẻ hở tí lôi mấy đồng lương ít ỏi ra dọa ghét thật thôi thì giờ ngủ đã anh dự đoán trong vòng 3 ngày tới mình không được ngủ yên đâu mà. Phòng hài lòng cúp máy, vừa quay đầu Thế Nhi đứng đằng sau. Em chưa ngủ ư? Anh quen biết triệu kính đình à? Cô không trả lời mà hỏi câu hỏi của chính mình. Ừ. Anh có biết cha mẹ em không? Anh biết. Cô thoáng giật mình nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Cô đã quyết định tin anh thì phải tin tới cùng. Năm xưa anh nhận nuôi em vì em là con gái ông ấy à? Không Năm đó anh chỉ đơn giản muốn chăm sóc cho em Hơn nữa mẹ anh cũng rất thích em Còn việc em mang họ đàm Anh nghĩ là trùng hợp chứ không hơn không kém Không ngờ trái đất tròn như vậy Em là con gái bác đàm Ông ấy là chiến hữu xưa của cha anh Anh đã từng gặp vài lần Anh thẳng thắn giải đáp cho cô Anh không muốn hiểu lầm lại xuất hiện giữa hai người Ban đầu khi biết ông đình động vào cô Anh không phải cố ý giấu cô điều gì Chỉ là bây giờ không phải thời điểm thích hợp Để cho cô biết mọi thứ vì anh không mong cô bị lôi vào vòng tranh đấu nguy hiểm trong thế giới ngầm Nhưng anh càng sợ mất cô hơn Nghe lời anh nói Nhi cảm giác nhị nhõm Quả như lão già kia lừa cô Nhưng có một điều cô chắc chắn Đằng sau cái chết của cha mẹ cô Còn là âm mưu đen tối nào đó Mà lão ta hẳn có liên quan đến nó đi Phong Anh giúp em điều tra cái chết của cha mẹ được không Em muốn khiến kẻ hại gia đình em tan nát Phải trả giá anh nhìn cô, ánh mắt chứa đầy bất an Nhi à Năm xưa, cha em là ông trùm của Diêu Thành Nắm trong tay vô số quyền lực tiền tài Vì vậy để có thể làm hại ông ấy Thậm chí khi ông ấy mất mạng Kẻ đứng sau hẳn không đơn giản Anh không mong hắn biết hậu duệ đàm gia còn sống Vì nếu vậy em sẽ gặp nguy hiểm Nhi nghe anh nói Cô hiểu anh lo cho cô Dù có chút tiếc nuối Nhưng cô gật đầu đồng ý với anh Nên gác lại chuyện này thôi Cha mẹ hẳn không mong cô bị tổn hại Cô không muốn anh vì mình mà tổn hại Ấn oán năm xưa đã qua Vậy để nó qua đi Hiện tại và tương lai Đó mới là điều quan trọng nhất Tiện miệng cô tò mò hỏi Vậy anh bắt Triệu Kiến Đinh làm gì Lão ta động tay động chân vào lô hàng của anh Vậy con em Em thì sao Anh thấy hết rồi Đâu phải giấu Thấy á Thấy cái gì cơ Vậy con em Em thế nào Cô nghiêng đầu hỏi anh anh thấy hết rồi đấy, không cần giấu. Thấy á, thấy cái gì mới được. Em thích thằng nhóc nào ở trường đúng không? Nhìn nghe anh nói mà sặc nước mọt. mắt nào của anh thấy vậy? Cô thực muốn đem cặp mắt xinh đẹp kia đi kiểm tra xem có vấn đề gì không nữa. Anh nói nhảm cái gì thế? Em thích ai đâu? Anh cúi xuống cắn vào môi cô một cái. Còn chối à? Anh thấy nó hôn em ở cổng trường ấy. Cô cố quét lại bộ não của mình. Ai? Lúc nào nhỉ? Cuối cùng kiếm ra một đáp án là kiệt ư? Cậu ta là cậu bạn duy nhất cô thân ở trường Nhưng giờ thì hết rồi Cậu ta dám lừa cô một vố chết tiệt như vậy Ý anh lúc kiệt dù em lau vết mực trên mặt á Vết mực Trời đất ơi Anh nhìn em coi có nói dù em không Người ta cái gì cũng là của anh rồi Gì có tâm tư để ý người khác Hơn nữa Người của em đẹp trai tài giỏi ga lăng chu đáo Em chính là bắt được kim cương rồi Để ý chi mấy viên đá cội xung quanh Có đúng không nào giọng cô ngân dài giọng nói ngọt ngào nhõng nhẽo, nhẽo làm nũng với anh đúng là quân tử không qua nổi ải mỹ nhân anh đầu hàng luôn là anh hiểu lầm cô rồi hôm nay lãnh hàn phu nhân đến thăm cô phong không định để bà biết chuyện nhưng thư ký riêng của anh vì bị bà dọa đuổi việc mà khai ra hết Nhi ngoan của bà cháu làm sao ra đông nỗi này à, cháu ổn dọa bất cẩn nên cháu cứ giao chúng tôi ạ nhóc con này Thằng Phong nó làm gì có lỗi với cháu Thế thì phải bảo bà nghe chưa Đừng có chịu ấm ức một mình Dạ Nhi vui vẻ vâng một tiếng Còn Phong thì đen mặt Anh có bắt nạt em bao giờ Mẹ nữa Mẹ nói vậy ý gì Con mới là con trai mẹ đấy Hai người phụ nữ đồng thành Chả có ý gì hết Rồi cùng nhau cười thành tiếng Phong thở dài Có ngày tổng tài như anh trở thành trò cười cho phụ nữ mấy người ư Mẹ anh lên giọng Ê không đi làm đi à Công ty phá sản bây giờ Không có con mấy ngày có mất mát gì đâu mẹ Dù sao tiêu ngạn cũng ở đó Tiêu ngạn ở công ty khóc không ra nước mắt Chỉ vì báo cáo trung thực với phu nhân Mà anh bị tổng tài vắt kiệt sức lực Đúng là tư bản độc ác Phong đi mua cháo cho cô Căn phòng bệnh ngập mùi thuốc sát trùng Chỉ còn mình cô Phía cửa vang lên tiếng mở nhẹ Nhi bắt an nhìn cánh cửa từ từ mở ra Chắc chắn đây không phải phòng Anh không thích nhỏ nhẹ như vậy Nhưng chẳng có lý nào nếu anh xuống lầu Và lên lầu chỉ mất 5 phút Anh đang đến thăm cô đây à Kiệt dình dập ngoài hành lang Suốt từ sáng sớm Mãi mới đợi được lúc chỉ có mình cô trong phòng Cậu ta liền lảnh vào Nhi à Cậu ta mặc kín đáo Nếu không lên tiếng chắc chắn cô không nhận ra Cô đề phòng lùi lại phía sau Trong lòng dâng lên cảm giác bất an Cậu ta từ từ tiến gần hơn Nhi đừng sợ Mình không làm hại cậu Cậu ta vội vàng lao tới Bịt tấm khăn tẩm thuốc mê vào mũi cô Trước khi cô kịp trở tay Rồi lấy khẩu trang đeo vào cho cô Sau đó đặt cô ngủ lên chiếc xe lăn Thành công qua mắt bảo vệ đưa cô ra ngoài Phong vừa mua tô cháo nóng hổi Quay lại phòng bệnh Căn phòng không khóa Anh vội đẩy vào không thấy cô đâu Anh vừa lo vừa sợ Cô đi đâu chứ Hoặc tệ hơn Có kẻ đụng tới cô anh gọi ngay cho Tiêu Ngạn Tìm xem Nhi đang ở đâu ngay cho tôi Nói xong anh liền cúp máy Đúng lúc này chuông điện thoại reo lên Là Tiêu Ngạo gọi Nói đi Phong à tìm thấy Triệu Kính Đình Nhưng con trai lão thì không tới đâu Mày sẽ phải hối hận vì đụng tới tao Thằng chó Tao cho mày đếm thử mùi vị mất đi người quan trọng nhất Giọng của lão già Triệu Kính Đình Truyền tới Lão nói hai câu bị thúc mạnh mấy củi trỏ vào bụng mày nói nhăng nói cuội gì thế tin tao đem thịt mày đi nuôi cậu không hả tiêu ngạn bực bội mắng phong cậu muốn tôi xử lý hắn thế nào phong nghe hắn nói thì tái mặt lão ta đang nhắc tới thiên nhi chắc chắn kiệt đã nhân lúc anh rời khỏi đây đến bắt cô rồi chết tiệt là anh quá khinh địch rồi tiêu ngạn bắt hắn ta nôn ra chỗ con trai lão giấu nhi cô ấy bị bắt rồi tiêu ngạn mở cam cho anh theo dõi bọn đàn em bắt đầu ép cùng nhưng hắn cứng mồm, thà chịu bị đánh chứ không chịu khai phong à ông đây dù sao đã mất hết mất nốt cái mạng già này cũng không sao nhưng thật hạnh phúc vì lôn theo con đàn bà của mày xuống địa ngục không biết bây giờ kiệt đã làm gì cô ta mày muốn cùng ta đoán không đáp án a bị giết hiếp đáp án b bị tra tấn đến chết đáp án c giết luôn Mày chọn cái nào đây Phong im lặng Nhưng ánh mắt của anh rét bút. Dù chỉ qua màn hình điện thoại Nhưng ai cũng có thể cảm nhận áp lực đáng sợ anh tạo ra Nhưng lão ta càng nói càng hăng Bị đánh nát thịt vẫn nói Cá nhân tao chọn A Kiệt rất yêu cô ta Chắc nó đem cô ta thành người của nó Sau đó cùng nhau chết Đầu bạc răng long đúng không nào Còn đàn bà của mày chung quy lại Vẫn bị nó chơi thôi Phòng nghiến răng nghiến lợi Tiêu ngạn Đừng để hắn chết dễ dàng Tôi muốn hắn sống không bằng chết Anh gần từng chữ Ánh mắt hiện tia máu Lão nghe vậy gào lên Thằng chó Muốn giết tao à Mày giết đi Anh đã cúp máy Tiêu ngạn cũng nghe theo Tiếp tục cho mèo vờn chuột đau đớn Tại một nhà nghỉ Nhi tỉnh dậy nhìn căn phòng xa lạ trước mặt Cô muốn ngồi dậy Nhưng nhận ra hai tay mình bị trói vào đầu giường Bên tai có tiếng nói Cậu dậy rồi hả à, Nhi Kiệt cậu làm cái gì thế Mau thả tôi ra đi Cậu ta cười cười bước đến bên giường Nhi à Cậu có biết tôi rất yêu cậu không Yêu từ 13 năm trước Nhưng không ngờ hắn ta cướp đi cậu Còn tôi thì sao Sao lại bất công như thế Cậu nói nhảm cái gì thế Tôi luôn coi cậu là anh trai Không hơn không kém Cậu ta nhìn cô Mắt mở trừng trừng như kẻ điên kẻ dại Không tôi yêu cậu Cậu cũng yêu tôi đúng không Nhi Tôi biết mà Vì vậy chúng ta động phòng đi Sau đó cậu sẽ là của tôi Dù chết cũng vĩnh viễn vĩ không xa rời Cậu ta sấn sổ kéo áo cô Nhi bị trói tay Chỉ có thể dùng chân đạp vào người cậu ta Miệng không ngừng hét lên nhưng đều vô dụng Cô sợ đến rơi nước mắt Trái tim như muốn vỡ vụn Cô không muốn ai khác ngoài Phong chạm vào mình Phong à Làm ơn cứu em đi Phong à Nếu hắn ta tới Lúc đó hai chúng ta cũng đã là một nhi à Cậu ta dứt lời hôn lên môi cô Như gần như tuyệt vọng Chỉ biết nhắm tịt mắt lại Nhưng cậu ta chưa kịp chạm tới môi cô Một tiếng phá cửa vang lên Phong nhìn cảnh trên giường Máu nóng trào lên Không nói một lời Lập tức cho cậu ta một cước ngã xuống đất Chưa đợi anh phản hồi Anh bồi thêm vài đấm vào mặt cậu ta Khiến cho cậu ta phụt máu bất tỉnh nhân sự Nhi thấy anh liền hòa khóc Nhào vào lòng anh tìm kiếm mùi hương Sự ấm áp quen thuộc sang tới muộn thế sang tới muộn thế à Cô nói như trách móc anh Anh xin lỗi xin lỗi là tại anh Phòng ôm cô trong lòng cảm nhận người cô run lên từng cơn Anh không khỏi đau lòng Cởi áo vest khoác cho cô Giữa ấm cô ra ngoài Bọn đàn em đưa anh rời khỏi Tiến và bắt cậu ta Sau đó đưa đến nơi lão kình đang ở Phong bế Nhi lên xe để cô nằm trong lòng mình hắn không làm gì em chứ em có sao không hắn chưa kịp làm gì em may anh đến đúng lúc nếu không em thà cắn lưỡi tự vẫn còn hơn em ăn nói dại dột gì thế hắn mới là người phải trả giá còn em mãi là người anh yêu biết chưa không lúc nào anh không cần em hết cô hạnh phúc thiếp đi trong lòng anh trong lòng thầm cảm ơn cha mẹ giúp cô không bỏ lỡ một chàng trai tốt thế này về tới biệt thự anh bế cô lên phòng ngủ sau khi thay đồ cho cô Anh ngồi bên giường ngắm nghía cô một chút Rồi nói nhỏ Nhi, anh không bỏ qua cho bất cứ kẻ nào hại em Anh cúi xuống hôn lên môi cô Rồi sau đó rời đi Tại trụ sở bang Hắc Long Tiêu ngạn hớn hở tiếp đón Phong Cậu đến rồi đấy à Lại đây xem cho vui Lão Đình bị treo trên một cây cột chữ thập Bôi đầy chất lỏng là thức ăn yêu thích của Z Dưới chân cột Mấy chục con Z đỏ lúc nhúc bò lên Không mấy nữa sẽ tới chỗ lão Kiệt vừa bị bắt đến cũng chung số phận Phong thấy vậy khen Cậu được đấy Càng lúc càng lắm trò Chưa bằng lãnh hàn lão đại Phong không đáp Ngồi xuống chiếc ghế trước mặt lão già Chân phải vắt qua chân trái ung dung Như thể ngắm cảnh đẹp Chứ không phải cực hình độc ác này Triều Kiến Đình Tôi cho ông cơ hội Nếu làm tôi hài lòng Tôi đặt cách cho ông được chết ngay lập tức Lão ta đau đớn Dưới hàng trăm vết cắn li ti của dết độc Nghe anh nói vậy thì liền cầu xin làm ơn đi làm gì cũng được Cho tôi được chết đi Phong nhếch miệng cười lạnh Kẻ đứng sau cái chết của cha mẹ Đàm Thiên Nhi là ai Lão ta nghe nhắc đến thì tái mặt Tôi không biết gì hết Thực sự không biết gì hết Lão chưa nói hết Một con dao găm nhỏ bay thẳng đến Cắm cách mặt lão đúng 5mm Suy nghĩ kỹ trước khi trả lời Tôi, tôi không biết mặt người đó Chỉ biết bọn đàn em gọi là lão cửu Lão cửu anh chưa từng nghe cái tên này Nhưng có lẽ cha anh biết Anh đứng lên rồi đi bỏ lại một câu Tiếp tục đi Một tuần sau thì giết Chết tiệt Phong Tao làm theo lời mày rồi con gì Nhưng mà tôi chưa nói sẽ giữ lời Quay về biệt thự Anh tắm rửa sạch sẽ Rồi lên giường ôm cô ngủ Anh về muộn thế Có chuyện gì à Em chưa ngủ ư Em vừa tỉnh ạ à? Vậy ngủ tiếp thôi nào Cô ngoan ngoãn không nói nữa Cô quay người đối diện anh Nhẹ nhàng giúp vào ngực anh tìm nơi thoải mái nhất Ở bên anh Cảm giác như thể thế giới ngoài kia cô sụp đổ Cô nhất định an toàn Vì anh là tòa lâu đài vững chắc nhất của cô Ánh nắng rạng rỡ Tỏa sáng trên bầu trời Một ngày mới lại bắt đầu Nhì dù không ở viện nữa Nhưng thay vào đó bác sĩ riêng của lãnh hàn ra đến khám cho cô Anh cũng chưa cho cô đi học Bắt về ở nhà tĩnh dưỡng Cuối cùng sau quãng thời gian khó khăn Cô có thể nghỉ ngơi Cảm giác như già đi cả chục tuổi vậy Nhi thoải mái nằm ngoài vườn phơi nắng Đôi mắt đen trong trẻo nhìn bầu trời trong xanh Rảnh rỗi đếm từng đám mây trắng bồng mình trôi qua Cờ gió mát mẻ đầu hạ thổi đến Cuốn theo hương hoa thơm ngát Kích thích khứu giác của sinh viên pha chế như cô Thiểm trương cầm theo đĩa hoa quả Nhi à, ăn trái cây thôi Dạ vâng ạ Nhi ngồi ăn một miếng táo ngọt lịm Tay đỡ hàm suýt xoa khen ngon Trong lòng cảm thán Thế này sống mới gọi là sống Thư giãn thật đấy Đang tận hưởng phía xa vang lên giọng nói quen thuộc Nhi tao đến thăm mày Mẹ con sống không đấy Cô tặc lưỡi Cái con bạn thân của cô chán chưa Đúng là không làm cô bực mình Nó không yên được mà Tuệ mẫn à Mẹ nói cho chú cố tâm đi Tao không còn sống Mày tính đến đây viếng tao à Ai chà 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 Bạn hiểu tao quá Tuệ mẫn nháy mắt tinh nghịch Nhi phòng má giận dỗi Mày biến đi Tao không cần có đứa bạn quần què như mày Chưa đầy 20 giây Cả hai phá lên cười Cách tham bệnh độc đáo thế này Chỉ có tuệ mẫn thôi Hai cô gái cứ như vậy tám chuyện với nhau Suốt cả buổi sáng Nhi kể mọi chuyện xảy ra trong mấy ngày qua cho tuệ mẫn nghe. Cô bạn chống nạnh nói Thấy chưa Đã bảo cậu ta chả có gì tốt đẹp May mà mày không sao đấy nhá Thế chú mày xử lý thế nào Không biết Anh ấy không thích kể mấy chuyện đó cho tao nhưng chắc chắn cái kết không có tốt đẹp đâu Mà dù sao ấy Chuyện cũng qua rồi Tao cũng không để tâm nữa Ờ thế chuyển chủ đề Mày nói chuyện với lãnh hàn phu nhân chưa Ngày nào chả nói chuyện với bà ấy Không phải là chuyện bình thường Chuyện hai người Ừ ờ, nhở Tao quên khuấy mất Mày nghĩ dùm tao với Sao thuyết phục bà ấy nhở Mà tao không muốn bà cạch mặt tao đâu Sau khi nói chuyện với cha mẹ Và hàng tá chuyện xảy ra Nhi quyết tâm hơn với tình yêu của mình Không còn suy nghĩ lung tung về xuất thân nữa Còn các vấn đề khác như cha mẹ anh Hay dư luận xã hội Cô tìm cách giải quyết Chứ không chọn buông tay anh nữa Tuệ mẫn xoa xoa cầm Nghĩ kế giúp Nhi Hay mày thăm dò thử xem sao Xem bà ấy nhắm ai làm con dâu chưa Hoặc có yêu cầu gì về con dâu không Ừ, nghe cũng có lý Nhi tay vuốt cầm gật gật đầu Thế là hai cô gái rời biệt thự Tiến về nhà chính lãnh hàn ra Ông bà ơi Nhi về rồi Vừa đi cô vừa gọi hớn hở Nhóc con cuối cùng về thăm chúng ta rồi à Cả tuệ mẫn cũng đến à Mau vào đi Mau vào đây cho khỏi nắng Hai người vâng dạ rồi theo bà vào trong Ngồi trên sofa Nhi đẩy tay tuệ mẫn thì thầm Mày mà hỏi đi kế của mày còn gì Tuệ mẫn nhăn mặt Mày lấy chồng hay tao lấy chồng hả cái con này Nhi cầm nín mẫn nhắc. Mạnh mẽ lên. Qua được ải mẹ chồng là có chồng rồi đấy. Hai đứa thì thầm cái gì thế? Bà bưng ba tách trà đặt lên bàn tiện miệng hỏi. Nhi có chút trột dạ liền chuyển chủ đề. Ông đâu à bà? Nay ông không có nhà à? Từ sớm ông ấy cùng con trai đi đánh gôn. Bỏ mặc vợ ở nhà một mình đây này. Bà hậm hực nói. Nhi tò mò hỏi. Chú Phong à, Chú ấy đâu thích đánh gôn nhỉ? Ừ. Bảo là muốn hâm nóng tình cảm cha con gì đó Đúng là khó hiểu Mà hai đứa đến đây chơi Không thì bà buồn chết đấy Tuệ mẫn không trông chờ gì được từ con bạn Thế là quyết định xuống tay vậy À bà ơi Chú Phong năm nay chắc gần 30 Không biết bao giờ mới nhận được thiệp đỏ của chú đây ạ Bà nghe xong thì liếc mắt nhìn Nhi Giả bộ thở dài Đấy cái thằng bé này Nó 30 rồi chả chịu quen bạn gái gì cả Bảo đi xem mắt thì cứ dãy nảy lên Bà tự hỏi nó có bình thường không đấy Hay là hay lo gay nhở Nhi đang uống trà Nghe bà nói thì bị sặc Ôi trời đất ơi sao bất cẩn thế Trà nóng như thế cứ phải uống từ từ nghe chưa À dạ, dạ vâng ạ Cô cười sượng Tuệ mẫn thì che miệng cười khúc khích Chuối mà gay Sao con bạn cô nó đổ được Tuệ mẫn gợi chuyện Dạ bà ơi Cháu có mấy đứa bạn xinh đẹp giỏi giang gia cảnh tốt để cháu giới thiệu cho chú vài người biết đâu chú thích ạ à? thế à thế thì tốt quá còn gì bằng nữa thế bà quan trọng muốn con dâu thế nào ạ à? đích đến trước mặt rồi nhìn dựng ta lên nghe bà đương nhiên biết mánh nhỏ của các cô ngày xưa bà gạ mẹ chồng như thế còn gì ta muốn thế nào á để coi thiên nhi dạ bị gọi tên bất ngờ cô giật thót cả mình bà hài lòng với phản ứng của cô bà vui vẻ cười nói Sao lại giật mình thế? Ta định hỏi con Chú con thích kiểu người thế nào? À Dạ Dạ sao con biết được ạ? Bà cười hiền nắm tay cô Giọng nói trầm ấm nghiêm túc Nhóc con Không phải dối ta Tình cảm hai đứa thế nào Nhìn bằng nửa con mắt cũng hiểu Vì thế con dâu này Sau này gọi ta là mẹ nhá Nhì lẫn tuệ mẫn trố mắt ra ngạc nhiên Nhì cúi đầu hỏi Dạ Bà không giận con ạ? À? Sao giận được? Con là người phụ nữ đầu tiên mở cửa được trái tim cái thằng con của ta Và ta tin con cũng sẽ là người duy nhất Thằng bé đã chọn con Vì vậy ta cũng chọn con Dạ con có cảm ơn bà Nhi cảm động ôm lấy bà khóc trong hạnh phúc Trong lòng thầm biết ơn anh Phong anh đem đến cho em vô vàn hạnh phúc Thực sự cảm ơn anh rất nhiều Từ sáng sớm Phong gọi cha đi đánh gôn Sao hôm nay rảnh rỗi tìm ông già đi đánh gôn Bình thường Phong Tổng bận rộn lắm cơ mà Cha Con cũng là con trai cha Thi thoảng dành thời gian cho cha mình chứ đúng không nào Thôi anh không phải diễn Anh nói đi anh muốn cái gì Lãnh hàn lão già Lại bị cái dáng vẻ ngoan ngoãn của anh lừa chắc Bình thường bá đạo ngang ngược Có mấy khi cuộc đuôi ngoan ngoãn cạnh ông đâu Chắc chắn có việc nhờ vả Mới cố ý lấy lòng đây Vậy không giấu cha nữa Con muốn hỏi chuyện 18 năm trước Tại dinh tự đàm gia Diêu Thành ạ nghe nhắc chuyện cũ ông có chút khó hiểu sao quan tâm chuyện xưa lắc xưa lơ thế con cần tìm kiếm điều gì à? Giảm Nhi, cô tên thật Đàm Thiên Nhi. Con bé, thế con bé nó là con gái của Vĩ Thành à? Dạ vâng ạ. À. Vậy sao không nói với ta sớm? Thảo nào trông con bé có chút quen mắt, hẳn là giống cha mẹ nó, lớn lên xinh đẹp. giọng ông có vẻ vui vẻ, xen lẫn buồn man mác khi nhớ lại người bạn quá cố. Con muốn giúp con bé điều tra cái chết của họ ư Phong gật đầu Đúng là không gì qua khỏi mắt cha anh Vậy con hẳn đoán được kẻ đứng sau không hề tầm thường Dạ vâng ạ Vẫn muốn đâm đầu vào à Phong lần nữa gật đầu Hôm trước anh Bảo Nhi quên đi chuyện trả thù Nhưng không có nghĩa anh cũng quên Cái đó làm tổn thương cô gái của anh sâu sắc như vậy Anh muốn tận tay bóp chết hắn Chỉ là anh nghĩ nếu để cô tham gia thì quá nguy hiểm cái tốt nhất là mọi thứ trong bí mật có nguy hiểm gì anh chịu là đủ cô chỉ cần hạnh phúc mà thôi Con điều tra được những gì rồi từ triệu kính đình con biết được từ hắn là cửu gia nhưng cho người điều tra cái tên này dường như không tồn tại không hề có chút thông tin ạ à? ông chống cằm trầm tư vậy đúng là cửu gia ư năm đó ta đoán không có nhầm ý cha là sao ạ à? anh thấy ý mập mờ trong lời của ông con có nhớ năm đó mẹ con mang thai em gái con không? Anh gật đầu coi như lời đáp Em gái con mất cũng là do hắn mà ra 18 năm trước Tại Diêu Thành, Dinh Tự Đàm ra lúc 22 giờ Xin cảm ơn các quý ông quý bà, anh em bằng hữu tới đây chúc mừng con gái tôi đầy tháng Ông Thành phát biểu xong, phía dưới dâm gian tiếng vỗ tay chúc mừng Sau đây buổi dạ tiệc xin được bắt đầu, Hy vọng mọi người có được buổi tối vui vẻ đáng nhớ Tiếng ông vừa dứt dàn hợp tấu liền nổi nhạc Các cô các cậu tiểu thư quý tử Cùng khiêu vũ trong sảnh tiệc sang trọng lộng lẫy Các quý ông tìm một góc bàn chuyện làm ăn Các quý bà kéo nhau đến chỗ đàm thiên tuyết Đàm phu nhân Muốn ngắm nhìn cô công chúa nhỏ một tháng tuổi Ôi có bé đáng yêu quá Đúng là giống đàm lão gia Họ thi nhau khen để lấy lòng Bà tuyết bế con trên tay cử hiền bà không để ý nhiều đến họ bảo bối của bà vui là được rồi nhi nằm an tĩnh trong lòng mẹ chốc chốc toe toét miệng cười lãnh hàn phu nhân đi tới tuyết à để mình ẵm con gái cậu nào đáng yêu quá bà cười cười cậu đang mang thai bụng lớn thế kia sao mà ẵm cậu thực là con gái mình ra đời chắc chắn đẹp hơn con gái cậu rồi 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 à cho mình biết tên con cậu bà chưa nói hết thì một tiếng lớn vang lên Đàm phu nhân lập tức ôm con gái trong lòng che chắn Lãnh hàn phu nhân vội ôm bụng ngồi thấp xuống Phía tây tòa dinh thự bị đánh bom Hệ thống điện theo đó vụt tắt Ngọn lửa bên đó lớn dần Rồi nhanh chóng lan ra sảnh tiệc Chưa đợi đủ 5 phút Có bom thứ hai lại phát nổ Lần này ngay phía trên sảnh tiệc Trần nhà cẩm thạch vỡ nát Đèn chùm mất chỗ treo liền rơi xuống dưới Mọi người hoảng loạn Xô đẩy nhau chạy trốn Nhưng số người ra ngoài chỉ là một phần mười 9 phần 10 còn lại không bị đè chết thì cũng chết cháy, khung cảnh thảm họa vô cùng. Lãnh Hàn lão gia tìm kiếm vợ trong biển người, thật may bà kịp chui xuống dưới gầm bàn nên không bị thương, nhưng do ngạt khói quá nhiều nên cái thai 7 tháng không giữ được. Trước đó, Đàm phu nhân được người làm dẫn ra ngoài theo cửa phụ, nhìn được vú nuôi ấm chạy ra sau, Đàm lão gia nhanh chóng đến đó đoàn tụ gia đình, nhưng đồng thời đem theo tin dữ là cửu gia hắn muốn giết cả nhà chúng ta bà tuyết nghe xong cả người lo lắng dựa vào gốc cây người được gọi là cửu gia người đó từng cứu bà một mạng đồng thời cũng đem lòng yêu bà hắn ta quyền cao vọng trọng là một chính trị gia tài giỏi nhưng thực chất là kẻ cầm đầu băng đảng mafia lớn nhất nước mỹ vì vậy hắn tàn độc còn có tính chiếm hữu cao bất cứ người đàn ông nào lại gần bà hắn đều giết sạch thậm chí lôi cả nhà người đó đi bồi táng Bà vốn chỉ coi hắn là ân nhân Lại càng không ngờ hắn độc ác như vậy Bà sau đó tìm cách né tránh gặp mặt hắn Hoặc gặp thì cũng tỏ ra lạnh nhạt Sau đó một năm Hắn không xuất hiện nữa Bà trở lại nhịp sống bình thường Rồi bắt gặp Thành và trao trọn trái tim cho người đàn ông này Tưởng đầu mọi chuyện yên ổn Không ngờ đến hôm nay Tròn hai năm hắn biến mất Hắn lại xuất hiện thêm một lần Và lần nữa khiến cuộc sống của bà rơi vào bế tắc Thành à anh đưa con đi đi em sẽ nói chuyện với hắn ta không được ông kiên quyết anh không thể để em gặp nguy hiểm có đi thì cùng đi anh à bà mệt mỏi ngồi bệt xuống đất nước mắt rơi đầy mặt làm ơn để em đi em không muốn thêm bất cứ ai chết vì em nữa ông thành đau đớn nhìn vợ cũng tại ông không đủ mạnh để bảo vệ cho bà khỏi nanh vuốt của hắn ông đành gật đầu ẵm con rời đi một lát sau quả thật người đàn ông tên cửu gia đứng trước mặt bà Tuyết, lâu rồi không gặp, em có nhớ tôi không? Bà nhấc đôi mắt mệt mỏi nhìn hắn, giọng đầy oán trách. Anh hài lòng chưa? Mọi thứ của tôi lấy đi rồi. Cả con gái tôi, chồng tôi đều chết cả rồi. Xanh động ác như thế. Hắn ngồi xổm nhưng vẫn cao hơn bà cái đầu. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cảm xinh đẹp. Đâu trách tôi được. Nếu lúc đó em ngoan ngoãn ở lại cạnh tôi, làm cửu phu nhân. Biết đâu bây giờ em sinh cho tôi một bảo bối đáng yêu, một nhà ba người chúng ta hạnh phúc biết mấy Bà chết lặng Hắn có còn là con người không Nhân tính bị chó gặm rồi ư Đồ khốn Tôi chưa bao giờ nghĩ ở chung một chỗ với kẻ điên như anh Càng không muốn sinh con cho anh Hắn tức điên bóp chặt cầm bà Tôi kém hắn ta cái gì Tại sao em không chọn tôi Bà cảm thấy cảm sắp vỡ vụn ra rồi Nhưng vẫn không khuất phục Anh không có tư cách so sánh với anh ấy Mặt hắn nổi tia máu cánh tay gồng đến độ nổi gân xanh chuyển hướng từ cằm xuống cổ tuyết nghĩ mình sắp chết nhưng thà vậy còn hơn ở bên cạnh hắn đúng lúc đó một tiếng súng vang lên một viên đạn bạc xuyên qua cánh tay hắn cắm vào thân cây phía sau hắn vì đau mà buông bà ra quay sang nhìn về nơi viên đạn xuất phát bà tò mò muốn biết ai giúp mình bà quay sang nhưng người này khiến bà thấy đau hơn bị bóp cổ tại sao đàm vĩ thành sao ông ấy lại quay lại Cửu ra nóng máu nhìn ông Mày tới đây nộp mạng cho tao ư ừ. Thả tuyết ra Chẳng phải mày yêu cô ấy lắm Thế thì đừng làm đau cô ấy Có gì nhắm vào tao đây này Đàm Vĩ Thành không hề sợ hãi đi tới Giọng nói trầm thấp lạnh lùng Ok Vậy thì theo ý mày đi Hắn phẩy tay Tên đàn em đi tới đỡ tuyết đi Chỉ còn hai người đàn ông Hai người đồng thời vứt súng sang một bên Cùng nhau đấu tay không Cửu ra dù bị bắn một phát vào tay nhưng sức lực dường như vượt trội hơn thành một bậc Mỗi lần ông ta ra nắm đấm Anh đều nhanh nhẹn tránh được Rồi đáp trả bằng cú thúc mạnh hơn gấp đôi Vì vậy sau nửa tiếng Anh đứng đàng hoàng Bộ vest phẳng phiu Còn ông đã thấm mệt Khuôn mặt đầy xây sát Bà nãy giờ bị bắt đứng một bên quan sát Đôi mắt đỏ ngầu vì khóc nhiều Em thấy chưa Cái thằng đàn ông của em ấy Nó cũng chỉ vậy thôi Hắn cười như điên như dại Hắn muốn khẳng định sức mạnh của mình với bà nhưng bà không hề để tâm đến hắn Bà chỉ nhìn ông gào lên Vĩ Thành anh chạy đi Anh mặc kệ em Không anh không bỏ mặc em đâu Ông gắng gượng đứng dậy nhìn bà Ánh mắt tràn đầy yêu thương Điều này lọt vào mắt cửu ra Thành công khiến hắn điên tiết Hắn không chần chừ rút súng của tên đàn em Hướng phía ông bóp cò Nhưng người ngã xuống lại là bà Tuyết Bà đứng chắn trước mặt chồng Ông đau đớn nhìn người mình yêu từ từ gục xuống Bàn tay run run đỡ lấy thân thể bà Tuyết à Đừng làm anh sợ Em hứa cùng anh sống tới trăm tuổi cơ mà Bà không còn sức đáp Ngắm nhìn ông rồi sau đó Nhắm mắt xuôi tay Ông ôm chặt bà trong lòng khóc giống lên Tuyết à Còn cửu già hắn sững sờ trước sự việc Ánh mắt dán chặt vết đạn trên ngực bà Mình đã giết cô ấy ư Ông Thành nhẹ nhàng đặt bà xuống Rồi lao đến phía hắn Mặc cho hàng trăm mũi súng đang hướng phía ông Chết tiệt Tao liều mạng với mày Sau đó chưa kịp chạm vào một ngón tay hắn Không cần đợi hắn ra tay Hàng loạt viên đạn thay nhau cắm vào da thịt ông Ông chết trong đau đớn Nhưng cùng giờ cùng ngày Cùng năm cùng địa điểm với người ông yêu Thiên nhi trước đó được ông Thành giao cho bà đỡ Bà ấy đưa cô đến Đại Thành Giao lại cho dì cô Quay trở lại hiện tại Cửu gia hắn đã giết Vĩ Thành và cả người con gái hắn yêu Chính là bà Tuyết Sau đó hắn biệt tâm biệt tích Không ai biết hắn đi đâu làm gì Cho đến tận ngày hôm nay Hắn có biết thiên nhi còn sống không ạ à? Chắc không đâu Năm đó bà Tuyết nói Con gái đã chết trong vụ hỏa hoạn Vậy có cách nào để tìm hắn không cha Ông thở dài lắc đầu Nếu có cách tìm Thì hắn đã không biến mất đến tận bây giờ Vô số người có thù với hắn Đều muốn chặt đầu hắn xuống Trưng trước nhà phong không hỏi nữa hai người dừng buổi đánh gôn đi về tại dinh thự lãnh hàn ra ba người phụ nữ bận rộn trong bếp tiếng nói cười vui vẻ bà ơi canh chín rồi có mác ra bàn nhé cái con bé này đã bảo gọi mẹ cơ mà lãnh hàn phu nhân lên tiếng chấn chỉnh cô tuệ mẫn thấy vậy nói hai người để ý cảm nhận của kẻ độc thân như con được không thôi đừng buồn để ta kiếm mấy cái thằng tử tế cho con nhé tuệ mẫn ấy dạ thôi thôi ạ à ba người cười nói vui vẻ từ bên ngoài có tiếng xe đi vào cha con lãnh hàn trở về còn đem theo một cái đuôi tên tiêu ngạn hai cha con về rồi đấy à cả tiêu ngạn cũng ghé chơi hả hôm nay dinh thự lạnh lẽo này đông vui quá bà ra đón ba người đàn ông mẹ ơi con đến đây thăm mẹ có cả mỹ phẩm nhờ bạn mua bên mỹ đem đến cho mẹ ạ à. tiêu ngạn hớn hở chào lãnh hàn phu nhân vì từ bé anh thường xuyên ăn nhờ ở đậu ở đây cho nên rất thân thiết với bà như mẹ ruột rồi sau đó gọi một tiếng mẹ luôn trời ơi tiểu ngạn của mẹ tốt quá trả bù cho đứa con trai bù nhìn kia sinh nhật mẹ nó còn quên chứ nói gì quá cáp bao giờ bà nói móc phong tiêu ngạn thêm dầu vào lửa mẹ ơi kệ phong nó lạnh lùng thành quen rồi ạ phong đèn mặt anh là đứa con bà đứt ruột đẻ ra địa vị không bằng thằng bạn thân và đứa cháu gái nuôi đấy à mẹ mẹ tiêu cháy mấy cái thẻ ngân hàng của con cần gì qua nữa bà nhất thời á khẩu đúng là con bà nó keo kiệt tình cảm nhưng tiền bạc thì rất là sảng khoái thôi vô nhà đi nhi với tiểu mẫn đang ở bên trong đấy bà đổi chủ đề nói nhi đến là mẹ hỏi thế là sao nó đến thăm mẹ chồng tương lai chả nghĩ không có được câu nói của bà là mọi người sửng sốt mẹ chồng con bà thì cười tủm tỉm khuôn mặt tỏ rõ sự hài lòng Bà tự hào vì thu thập được đứa con dâu tâm can này Ông lạnh ho một cái Rồi phá vỡ bầu không khí Lát đưa Nhi lên thư phòng Ta có chuyện muốn nói Có bây giờ ăn xong bữa cơm đã Lâu lâu mới đông đủ thế này Bên trong Nhi và Tuệ Mẫn đang dọn các món lên bàn dáng vẻ tất bật ra dáng bà nội trợ tài giỏi Khung cảnh này lọt vào mắt hai người đàn ông trẻ tuổi Phòng cười dịu dàng nhìn cô gái nhỏ của mình Ánh mắt tiêu ngạt vô tình va phải cô gái còn lại Mái tóc màu nâu lạnh được búi gọn gàng Để lộ chiếc cổ thiên nga trắng nõn Tà váy xanh lam nhẹ nhàng trôi theo từng bước chân cô Khiến anh không thể rời mắt Anh cảm thấy khuôn mặt mình hơi nóng Tim cũng đập rộn ràng Ô đây là cảm nắng à Anh tự hỏi Nhi phát hiện anh nhìn mình thì đi đến Anh về rồi à Phong Anh đột nhiên thấy bản thân mình khó chết vì súng đạn Nhưng lại chết đuối trong sự dễ thương này Thì có thể lắm Tiêu ngạn cũng nhân cơ hội hỏi thăm người đẹp Nhi à, cô ấy là bạn cháu à? Tên gì thế? Giới thiệu cho chú đi Nhi tỏ ra cảnh giác trước bad boy hàng thật giá thật này Cô ấy hiền lành trong sáng lắm, chú đừng có ý đồ xấu Tiêu ngạn á khẩu Nhóc con nghĩ anh là loại người gì vậy trời? Ừ thì anh có chút chơi bời Nhưng tất cả do mấy người phụ nữ đó tự bò tới Anh còn chưa từng chủ động làm quen với cô gái nào Thôi thì cô không giúp Anh tự lực vậy thôi Chào em, anh là Tiêu Ngạn Rất vui gặp em Dạ chào chú ạ Cháu là bạn tốt của Nhi Cháu tên Tuệ Mẫn, hân hạnh làm quen chú Tuệ Mẫn lịch sự đáp lại Chỉ là chú khiến anh như bị đâm một mũi tên xuyên tim à, Anh gọi em bằng em Thế mà em gọi anh bằng chú Anh chẳng nghĩ ra vậy à Chẳng phải chú là bạn chú Phong Gọi chú là đúng rồi mà Tuệ Mẫn ngây thờ đáp lại Bạn bè gì với hắn đâu anh không quen Em gọi anh bằng anh đi Hay gọi tên cũng được anh không ngại ngùng bán cái thằng bạn tốt để tán gái Tuệ mẫn cười khúc khích vì hành động trẻ con của anh Nhưng trái tim thì đúng là có chút rung động Ông bà lãnh đứng bên nãy giờ chỉ biết cười nhìn hai đôi bọn trẻ Trong lòng thầm cảm thán Bọn trẻ đúng là tốt thật Sau khi bữa trưa kết thúc Tuệ mẫn xin phép ra về Tiêu ngạn hăm hở đòi đưa cô về nhà Tại thư phòng Ông lãnh và bà lãnh ngồi một bên Phong và Nhi ngồi một bên, không khí trang nghiêm đúng cái kiểu ra mắt tiện bối. Nhi càng thẳng nuốt vài ngụm nước mọt, bàn tay vô thức đổ mồ hôi. Hai đứa bắt đầu từ bao giờ thế? Dạ tầm một tháng trước. Thế thực sự có tình cảm với nhau chứ? Dạ vâng ạ. Hai đứa, ta không mong có bất cứ sự nhầm lẫn tình cảm nào, vì khi đó cả hai đứa phải chịu đau khổ đấy. Con thực sự yêu Nhi, cô ấy là người duy nhất con chấp nhận ạ. Nhi cảm nhận bàn tay ấm nóng của anh siết chặt bàn tay mình. Con cũng thế, con đơn phương chú từ 3 năm trước, vì vậy con biết mình không hề nhầm lẫn giữa tình yêu tình thân, mong hai người tác hợp cho tụi con ạ. Hai ông bà nhìn nhau rồi gật đầu, lại bày ra dáng vẻ tươi vui hàng ngày. Đấy ông thấy chưa, tôi bảo rồi, kiểu gì con bé cũng làm dâu tôi thôi mà. Rồi rồi, tôi thua tôi thua, của bà. Ông rút trong túi tấm thẻ bạch kim sáng loáng đưa cho vợ. Chả là hai ông bà cá cược với nhau từ 10 năm trước, vật trao đổi là tấm thẻ ngân hàng vừa rồi. Nhi dưỡng sờ, không ngờ hai người lại dễ như vậy, uổng cho cô nghĩ lên nghĩ xuống cách vượt qua ải phụ huynh. Thế hai đứa tính khi nào kết hôn rồi sinh cháu cho ta nữa chứ, đúng là mong chờ lắm rồi đây này. Nhi nhìn bà mà hạn hán lời nói, cô mới 18, kết hôn chi mà sớm vậy chứ. Phòng ngồi kế bên thì vui vẻ lắm, anh ôm cô trong lòng, em là của anh thật rồi đấy nhá cô cũng vui vẻ ôm anh đúng là sau cơn rông trở lại sáng mọi thứ quay trở lại quỹ đạo của nó thậm chí tốt đẹp hơn ban đầu lãnh hàn phu nhân kéo cô vào phòng lấy ra hộp gỗ tinh xảo đưa cho cô chiếc vòng này là đúng cái vòng gia truyền của lãnh gia đấy chỉ con dâu trưởng trong nhà mới có quyền giữ nay ta trao nó cho con chứng tỏ lãnh gia công nhận con là con dâu hy vọng sau này nối tiếp ta bảo vệ chu toàn Bà lấy chiếc vòng ngọc bích sang trọng đeo lên tay cô một cách nâng niu. Nhi vuốt vuốt chiếc vòng trên tay, cảm thấy vật này thực quý giá. Mẹ, cảm ơn mẹ tin tưởng con. Bà nhìn cô gái nhỏ trước mặt, gương mặt thanh tú, ngũ quan tinh xảo, giống với thiên tuyết quá. Chỉ tiếc là cô ấy ra đi, nếu không bây giờ hai người là thông gia, tiêu tít chuẩn bị hôn lễ cho con mình vui biết mấy. Bà khẽ rơi nước mắt, nỗi buồn man mác khó giấu. Mẹ sao thế? có chỗ nào không khỏe à? để con gọi bác sĩ hả? À? Nhi cuốn quyết nhìn bà. À không không, ta nhớ đến mẹ con ấy Chăng bà ấy cũng vui mừng cho con đấy nhi à? Bà ấy yêu con. Nếu như còn trên đời, hẳn dạy con rất nhiều thứ trước khi làm dâu. Nhưng con đừng lo, ta thay bà ấy chuẩn bị cho con. Bà âu yếm cô gái nhỏ tội nghiệp trong lòng, không có mẹ ở bên, con cái lớn lên không dễ dàng, đặc biệt là con gái. Lần đầu đến tháng, lần đầu rung động. Lần đầu lên xe hoa Lần đầu mang thai Lần đầu làm mẹ Người mẹ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong từng mốc đó Bà từng có một đứa con gái Vì vậy bà mong chờ biết bao Được cùng con trải qua từng mốc Nhưng đáng tiếc Bà chưa kịp nhìn thấy con bé Nó đã rời đi mãi mãi Khi gặp Nhi Cô bé 8 tuổi năm nào Bà thấy một cảm giác gần gũi kỳ lạ Khi đó bà nhớ đứa bé của mình Nếu con bé còn sống Năm nay nó 8 tuổi Hẳn là con bé đáng yêu lanh lợi như thế này Về sau bà muốn nhận nuôi Nhi một phần cũng vì điều này Suốt 10 năm bà thích chăm sóc Nhi Vì bà coi cô như con gái mình Không phải một người thay thế Mà là đứa con gái trời ban Bà bao bọc yêu thương Làm mọi thứ cho cô như người mẹ phải làm Rồi cho đến hôm nay Bà biết tại sao mình thấy cô thân quen Vì bà thấy cô 18 năm trước Và đặc biệt rất giống mẹ Bạn thân của bà có lẽ duyên phận năm đó đưa cô đến đây và hai nhà đàm lãnh lần nữa được kết nối thông qua mối lương duyên của cô và con trai bà ông trời đúng là giỏi sắp xếp nhìn nghe bà nói nước mắt cô tuôn rơi con cảm ơn mẹ nhiều đời này có mẹ có phong và mọi người ở bên con quá may mắn rồi ạ cô gái ngốc con khóc cái gì sắp gả đi rồi mà cứ miết ướt thế này á bà cưng chiều lau nước mắt cho cô phong tính nó vốn khô khan lạnh lùng ít bộc lộ suy nghĩ cảm xúc, cả không biết lãng mạn. Nhưng mẹ đảm bảo nó là người đàn ông tốt, đáng để con dựa vào cả đời. Không phải mẹ là mẹ nó nên nói tốt cho con trai mình đâu. Nhưng nếu nó xác định con là người nó lấy làm vợ, nó nhất định yêu thương, bảo hộ con bằng cả tính mạng. Vì vậy sau này mong con chăm sóc, thấu hiểu nó. Hoặc có điều gì cứ nói với mẹ, mẹ thay con làm chủ. Mẹ là người từng trải mẹ biết. Đừng vì vài tranh cãi còn con mà bỏ lỡ nhau nhé. Cô gật đầu đồng ý với bà Ông lãnh đi vào Thấy hai mẹ con trò chuyện thì lên tiếng Hai người nói cái gì Nước mắt nước mũi tèm lem thế Bà bắt nạt con bé đấy à Ông nghĩ cái gì Tối thương còn không hết chứ bắt nạt cái gì chứ Chả còn ông đúng là Nhìn nhìn màn trước mặt mà cười Tình cảm vợ chồng hai người thực đáng ghen tị Trong mắt ông Bà luôn là cô gái bé bỏng cần được nuông chiều Vậy ông bà nghỉ ngơi có xin phép ạ à? Phong ở phòng đầu tiên lầu 2 ấy con nó đợi con tâm tình nãy giờ Đi đi kéo nó trông đấy Anh đang đợi cô ở phòng á Đúng là hai người chung phòng lâu rồi Nhưng đây lần đầu tiên ở nhà chính Cô cảm giác hồi hộp quá Dòng suy nghĩ miên man Đến khi tỉnh lại Thì thấy cửa phòng anh ngay trước mặt Nhìn đẩy cửa vào Thì anh đang nói chuyện điện thoại Em không làm phiền anh chứ Anh nghe tiếng cô thì cúp máy Khiến cô nghĩ mình làm phiền anh Không có đâu Anh có bao giờ thấy em phiền đâu chứ Cô không nghĩ nhiều gạt bỏ chuyện này sang một bên Rồi lắc lắc cổ tay khoe với anh Đẹp không? Anh mỉm cười dịu dàng nắm tay cô Thế là mẹ công nhận em là con dâu rồi Hay là bây giờ Cô nhìn anh chăm chăm Làm gì? Cô có dự cảm không lành tí nào Anh ghé sát tay cô Giọng nói trầm trầm quyến rũ Mình làm chuyện vợ chồng đi Mà cô đỏ ngựa ngùng lui bước về sau Muốn mở cửa trốn tránh khỏi nanh vuốt của con sói già miệng lẩm bẩm phân tán anh lưu manh nó vừa thôi đây là nhà chính không phải nơi anh làm bậy đâu nhưng sói đã già chắc chắn khôn hơn cửu non trước mặt anh lần nữa áp sát cô cánh cửa bàn tay to khỏe nhanh chóng chạy cắn cửa không cho mở ra anh không làm bừa đâu vợ anh anh đã cưới em đâu em còn chưa phải vợ anh nữa em yêu chuyện cưới xin là sớm hay muộn còn chuyện hôm nay em thoát làm sao được Nói xong không đợi cô phản ứng Anh cúi xuống gặm nhấm đôi môi anh đào mềm mại Bàn tay càng lúc càng mạnh bạo Nhi chính là không từ chối nổi anh Anh thỏa mãn ngắm nhìn cô gái nhỏ vì mình mà điêu đứng Rồi không một phút nghỉ Anh tiếp tục giáng xuống nụ hôn cuồng dã hơn Đôi nam nữ cứ thế cuốn lấy nhau Em đẹp quá vợ yêu Cuối cùng đến tận 2 giờ sáng cô mới được anh buông tha Chả thèm tắm táp gì nữa Trực tiếp nằm trên ngực anh mà ngủ anh âu yếm cô gái nhỏ Chỉ ao ước khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi Chầm luôn bên cô Của cô Hòa làm một Trong lúc đó ngoài cửa phòng Hai ông bà lãnh thay nhau áp tai cửa phòng Trời đất ơi Tuổi trẻ manh động Mới đó không chịu được đè con gái nhà người ta ra rồi à Bà lãnh giọng điệu chê trách Nhưng mặt mày tươi như hoa Đúng là giống cha nó thật Này Con trai tôi có khác bà Phòng cách âm tốt thế mà vẫn nghe được Chả mấy chốc chúng ta có cháu thôi Người làm xung quanh nhìn hai ông bà Mà đỏ mặt thay cho đôi nam nữ bên trong Không biết hai người thấy cảnh này Liệu có muốn đào lỗ mà chui xuống không nhỉ Nhìn tỉnh giấc Cô mệt mỏi xoa xoa cái eo đáng thương Cô tự hỏi Con sói già lấy đâu ra sức hành hạ cô như vậy chứ Em dậy sớm thế Ngủ cùng anh chút nữa đã Anh ôm bụng cô kéo cô về lại chỗ cũ Cô muốn ngủ lắm chứ nhưng ở đây có cả cha mẹ anh Sao dám ngủ nướng được Hơn nữa bây giờ thân phận cô đã khác Cháu gái nuôi đã thăng cấp thành công Làm con dâu tương lai Cô dãi khỏi lồng ngực anh Không ngủ với anh nữa em bận làm dâu hiền Cô cười nghề ngô nói Mưa xuống khỏi giường Hai chân vô lực ngã khụy Anh nhìn cô cười gian xảo Thế mới bảo em ngủ thêm Đã yếu lại còn ra gió Cô không cảm kích lời khuyên của anh Ngược lại bắn cho anh tia xác lạnh Tại ai em thành thế này Có không đỡ em đi à Anh ngoan ngoãn như chú mèo Trườn xuống giường bế cô đi vào phòng tắm Để anh tắm giúp nhé Cô nhìn anh suy xét Dù sao bây giờ cả người đều mệt mỏi Tắm chắc cũng mệt Thôi thì tạm tin anh vậy Anh mà dám làm gì à? Một tháng tới đừng có đụng vào em đấy Anh cười khổ Cô vợ nhỏ đúng là đáng sợ Anh chỉ định thơm vài cái Chưa suy tính sâu xa gì đâu Vì viên quang 30 ngày sau Thôi thì nhịn một giờ cũng ok Xong xuôi Anh xấy tóc Lựa đồ dùm rồi mặc vào cho cô Thề nô tài năng là đây chưa đâu nữa chứ Xong hết rồi phu nhân Người dặn dò gì nữa không ạ à? Anh bông đùa nói Nhi thỏa mãn Chủ động thưởng cho anh đủ hôn nóng bỏng Anh yêu em rất hài lòng Khi hai người xuống nhà Mẹ lãnh đang uống trà Còn cha thì ngồi yên tĩnh đọc báo cha buổi sáng ba mẹ ạ Hai đứa xuống rồi à Ta tưởng đến trưa mới dậy Mẹ nói câu đầy ẩn ý nhi bỗng có chút trột dạ chẳng phải bảo cách âm tốt à bữa sáng bắt đầu đơn giản với bánh mì kẹp và sữa ấm nhi vui vẻ tiếp chuyện mẹ chồng tương lai về các xu hướng thời trang mới nổi trong năm cuối cùng hẹn nhau đi mua sắm sau bữa sáng tiện đây sắm sửa cho buổi giả tiệc thường niên của tập đoàn tại đó nhi được công bố là vị hôn thê của phong buổi shopping của hai mẹ con đúng là không tầm thường tẹo nào phong ngồi tại công ty cứ cách 10 phút điện thoại nổi lên thông báo trừ tiền Mần lần nào cũng phải mấy chữ số trở lên Ai chà chà Mẹ tung hết hỏa lực đấy à Công nhận với cái tốc độ đốt tiền này Chỉ có thể là mẹ anh chứ không ai khác đâu Tại trung tâm mua sắm Con yêu có muốn mua gì chưa Quần áo đầm ra hội dày dép Trang sức hay là phụ kiện Bà vui vẻ kéo tay cô khắp các cửa hàng đắt đỏ Mẹ à không cần nhiều thế đâu Có còn nhiều đồ mới ở nhà lắm à cô nghĩ mua thêm về cũng không dùng hết cô liền từ chối đây đẩy ôi dồi ôi, bà kẹp tấm thẻ đen không giới hạn ở tay phong nó đưa thẻ chứng tỏ thằng bé muốn chúng ta tiêu hộ tiền ấy không tiêu nó buồn đấy con ạ à. vì thế con ơi sự nghiệp hôm nay ấy, là hai ta tiêu cháy luôn bà dõng dạc nói nghiêm túc như kiểu chủ tịch nước tuyên bố mục tiêu chí hướng hoặc là chí hướng của người giàu là tiêu tiền và tiêu tiền vậy Nhi không phải lần đầu chứng kiến Nhưng vẫn há hốc mồm trước độ bá đạo của mẹ chồng Đúng là giống hệt anh luôn Thôi thì cứ thuận theo ý bà Nhi đành nở nụ cười méo mó Trong hai giờ đồng hồ tiếp theo Hai mẹ con cô như cơn bão Quét qua mọi cửa hàng nổi tiếng bậc nhất trong đại thành Mà kết quả cuối cùng Chiếc xe tràn ngập các thương hiệu đắt đỏ Nhi thở dài Tự tưởng tượng số vàng bạc bỏ ra hôm nay Chắc đủ chất đầy một xe tải lớn Còn mẹ anh thì tự hào lắm lại đột nhiên nghĩ ra gì đó kéo tay cô đi tiếp Thôi chết rồi Mẹ quên mua đầm dạ hội cho con Hôm nay dạ tiệc con muốn mặc kiểu gì Màu gì Cả phong nữa Hay mua dùm nó luôn nhở Màu trắng tinh khiết Hay màu đen thanh lịch Hay là đen đi Mẹ chả thấy thằng Phong nó mặc vét trắng bao giờ Mà ủa sao con không nói gì thế Ý con thế nào Bà tự nói rồi cứ một mạch trả lời Nhi chỉ biết gật đầu Chứ biết sao nữa Bà đúng là nhiệt tình nhưng điều đó cũng khiến cô không cảm thấy khó chịu Mà ngược lại là rất ấm áp Cô đột ngột ôm lấy bà Mẹ à, con cảm ơn mẹ Bà ngạc nhiên lắm Rồi nhanh chóng vỗ về cô nhị nhàng Cái con bé này không cần khách sáo Dù không làm cháu ta Thì cũng làm dâu ta Trước sau như một Con không thoát khỏi lãnh hàn ra đâu Vì vậy ta luôn sẵn sàng chăm sóc cho con Hai người đang thắm thiết Một giọng nói ngọt ngào vang lên phía trước Bác gái Là bác đấy à Chúng ta có duyên quá Cô ta nhiệt tình chào hỏi bà lãnh như thể rất thân quen Rồi quay qua nhà nhà chào cô cho có lệ Chào Nhi Cô gái tên Lâm Uyển Như Là con gái độc nhất của Lâm Khanh Tổng tài tập đoàn thực phẩm hàng đầu trong nước Nhiều năm qua Hai nhà Lãnh Hàn và Lâm thường xuyên qua lại làm ăn Vì vậy cũng có thể coi là anh em tốt tuy nhiên lâm khanh có dã tâm lớn hơn muốn thâu tóm cả lãnh hàn gia và tập đoàn np để thực hiện mưu đồ lão muốn để con gái trở thành thiếu phu nhân làm vợ của phong nhưng khổ nỗi bao lần cá dâng miệng mèo anh không thèm đả động đến lâm uyển như dù vậy cô ta luôn tìm cách tiếp xúc với anh và cha mẹ anh từ đó mà biết được anh có cô cháu gái nuôi tên là thiên nhi cô nàng từng đến gặp cô ở trường Thậm chí đứng trước mặt cô xương thẳng Mợ là Uyển Như Chào cháu Nhi Nhưng Nhi nhìn cô ta bằng nửa con mắt Cô tuổi gì mà đòi làm mợ tôi Câu nói của cô khiến cho cô ta xanh mặt Một danh con có vẻ khó lấy lòng đây Sau vài lần cố thử làm quen không thành Cô ta dứt khoát bỏ qua mục tiêu là cô Tiến tới mục tiêu cao hơn là bà lãnh Bà nhìn cô gái trước mặt đang nồng nhiệt chào hỏi mình Chỉ khách sáo hỏi lại chúng ta từng gặp nhau à khuôn mặt cô ta thoáng cứng đờ bà đây là muốn nói cô thấy sang bắt quàng làm họ ư bác cứ đùa cháu là lâm ủy như lần trước chúng ta gặp nhau ở suối nước nóng nhỉ à? thế à chắc tại cô tầm thường quá nên qua mắt tôi liền thành trong suốt đúng là xin lỗi nhé bà làm câu hết sức sâu sắc cô ta chỉ biết muối mặt đứng được ra đó vài người xung quanh chứng kiến cười cực cử cô ả thích quan hệ rộng Bà lãnh chỉ nhấc vai tỏ vẻ không liên quan Đừng tưởng bà không biết Uyển Như có ý với con trai bà Hơn nữa còn dám lạnh nhạt với con dâu bà nữa chứ Đúng là đáng giận Bà không cho cô ta cuốn xéo khỏi nơi đây Như vậy đã là nhân từ lắm rồi Uyển Nhi dù không nguyện ý nhưng vẫn phải rời đi Làm sao cô ta đủ mặt dày đứng đây nghe người ta chỉ trỏ Đúng là mất mặt Nhi chẳng phản ứng gì nhiều Tiếp tục cùng bà đi mua sắm sau hồi ngắm nghĩa Bà chọn cho cô bộ váy giả hội đen Có cô đặt sự chú ý của mình Vào một bộ váy đen gần đó Cô thử tưởng tượng khung cảnh Phong khoác bộ lễ phục này lên người Chắc chắn sẽ rất hợp tiện tay lên mua luôn Buổi dạ thiệt thường niên được tổ chức ở khách sạn thuộc sự điều hành của tập đoàn NP Bên trong sảnh chính, trang hoàng lộng lẫy theo phong cách Âu cổ Bên ngoài phóng viên từ các tòa soạn lớn thì nhau chụp ảnh săn tin với những vị khách quyền cao đức trọng đến giả tiệc. ủy như sánh vai cùng cha Lâm Khanh bước từ chiếc xe mui trần sang trọng. Vừa đặt chân xuống thảm đỏ, hào loạt máy ảnh liên tục bấm máy. Cô ta không chỉ là con gái rượu của Lâm Tổng mà còn là tiểu hoa đán mới nổi trong giới giải trí. Tên tức của cô ta dù không quá đắt giá nhưng gắn với tên cha cô ta thì lại khác. Vừa vào đến sảnh, Cô ta ngó ngang ngó dọc tìm kiếm hình bóng Lâm Khanh vừa nhìn đã biết liền nói Phong tổng chưa tới đâu con yêu Nhân vật chính hôm nay chắc chắn xuất hiện sau cùng Cô ta nghe vậy liền nhìn ông cười Cha con có tìm anh ấy đâu Cha túng à Ông cười lớn một tiếng Con phải cố gắng nắm lấy thằng nhóc đó Nếu con có thể làm lãnh thiếu phu nhân Thì cả con và gia đình đều được hưởng lợi không nhỏ đâu Cô ta gật đầu rồi đi trò chuyện với mấy cô tiểu thư khác Lâm tiểu thư cuối cùng cứ rồi ư Hôm nay không đi chung với bạn trai hả à, chị Bạn trai á Cô có bạn trai rồi à Còn ai vào đây nữa là phong tổng chứ ai Một loạt tiếng bàn luận xuất hiện Cùng sự có mặt của Uyển Như Cô ta không phản bác Chỉ cười nhẹ nhưng ngầm khẳng định Điều mọi người nói là thật Mấy cậu đừng có nói bừa Chúng mình chỉ là bạn bình thường thôi Cô ta đánh nhẹ vào tay cô bạn Mặt đỏ lên kiểu xấu hổ ấy. Cô bạn không khiến cô ta thất vọng, nhanh chóng bắt được điểm nhấn. Ê ơi đã dưng chúng mình rồi, lại còn không có gì. Cô bạn khác phụ họa, đúng đúng đúng, chỉ có chị mới xứng với phong tổng thôi. Cô ta thỏa mãn nhấp cụm rượu vàng, trong lòng khâu khỏi mỉm cười đáng ý. Chỉ là cô ta không ngờ, sau một phút thăng hoa đó, mình rơi xuống từ chín tầng mây. Bên ngoài thảm đỏ, một chiếc xế hộp đen sang trọng dừng lại trước ánh mắt ngưỡng mộ của bao người. Các phóng viên nhà báo lập tức nâng máy chuẩn bị tác nghiệp vì họ biết nhân vật chính hôm nay đã đến. Tiêu ngạn bước xuống từ ghế lái, đi đến ghế sau mở cửa rồi cung kính nói. Thiếu gia tiểu thư, xin mời. Phòng đáp mũi dài đen bóng loáng xuống thảm đỏ. Cả thân người to lớn vạm vỡ nhanh chóng xuất hiện. Đêm này, anh vẫn bộ lễ phục do nhi chọn tôn lên khí chất lạnh lùng quyến rũ của một vị vương tổng cao cao tại thượng mái tóc ngắn vuốt keo tạo kiểu tỉ mỉ khéo léo khoe trọn gương mặt hoàn hảo góc cạnh của anh đôi môi mỏng bạc tình nhẹ nhàng kéo lên nụ cười lạnh yêu nghiệt thu hút hàng loạt cái nhìn từ nhiếp ảnh sau đó anh lịch thiệp vươn bàn tay to lớn về phía xe chờ đợi người bên trong bước ra nhí hít một hơi bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay anh Cả thân người uyển chuyển như mượn đó làm điểm tựa mà bước ra ngoài. Không ai dự đoán, các nhà báo nhanh chóng xôn xao vì sự có mặt của Nhi, bình thường anh không thích tham gia tiệc tùng, hoặc có tham gia cũng đi cùng tiêu ngạn, Âu Dương hay là một mình một ngựa. Nay bên cạnh xuất hiện một bóng hồng, ai ai cũng đoán ngày mai có tin chấn động trên mọi mặt trận báo chí. Nhi đứng cạnh anh nở nụ cười dịu dàng, bộ váy đuôi cá màu đen giản dị nhưng khi khoác lên người Cô trông trở nên quyến rũ Hút mắt hơn bao giờ hết Không cắt xẻ táo bạo Chỉ đơn giản ôm lấy ba vòng chuẩn chỉnh Phía trên cổ áo chữ V để lộ bờ vai thon gọn Chiếc quần xanh đáng ghen tị Cần cổ thiên nga trắng ngần Không cần tô điểm bằng bất cứ loại đá quý nào Vẫn toát lên vẻ kiêu xa Khó ai bị kịp Mái tóc đen dài xoăn nhẹ Được buông thả tự nhiên Có khi không mập mờ che đi tấm lưng hở hững Cô khoác tay anh Cả hai chậm rãi bước trên thảm đỏ tràn ngập ánh đèn flash Âm thanh huyền áo bên ngoài Nhanh chóng thu hút sự chú ý của quan khách bên trong Ai ai cũng tự hỏi Vị nào đến mà lại có thể kinh động như vậy Không hẹn mà cùng nhau hướng mắt phía cửa chính Uyển như cô ta cũng không ngoại lệ Vừa nhấp môi chất lỏng thơm ngon Vừa cao hứng chờ đợi người đàn ông xuất hiện Đôi trai tài gái sắc sánh đôi bước vào sảnh chính Dưới cái nhìn ngưỡng mộ tôn sùng hoặc đố kỵ của hàng trăm người Khí chất vương giả của anh kết hợp cùng sự thuần khiết của cô Quả là một bức tranh đẹp đẽ hiếm có Cô khẽ gọi tên anh, toàn thân run nhẹ Phong à Nhưng ngoan, cứ thả lỏng ra đi em Anh dịu dàng nhìn sâu trong đôi mắt cô Bàn tay tăng thêm lực khẽ trấn an trái tim bé bỏng Tất cả cảnh này đập vào mắt Uyển Như Giống như hàng chục cái tát và thẳng mặt cô ta Mấy cô tiểu thư vừa rồi khen cô ta liền trở mặt Ôi rồi kia chẳng phải phong tổng Ừ ừ đúng đúng Mà người phụ nữ đi bên cạnh sao trông xinh đẹp thế nhỉ Xứng đôi vừa lứa quá Nhìn tiếng không phải lâm Từng tiếng kéo dài rồi tặc lưỡi Nghe như kiểu an ủi cô ta Nhưng thực chất là đang cười cô ta Phong tổng nào phải của chị Chị đúng là không biết xấu hổ Nhận vơ cũng không biết chọn người Nguyễn Như căm ghét nhìn chằm chằm nhi Trong lòng nổi lên sóng dữ Chẳng phải cô ta là cháu gái Phong Nhưng ánh mắt kia cự chỉ kia Không thể nào là xuất phát từ tình thân được Anh là yêu con nhóc này rồi ư Yêu chính cháu gái mình ư Thật đáng khinh làm sao Đó là lý do anh cự tuyệt cô à Cô kém gì loại con gái còn xanh còn non ấy Chết tiệt Lâm Uyển Như nắm chặt ly rượu trong tay Đến mức nó vỡ tan tành Mấy cô tiểu thư thấy có chút sợ hãi Để nhau rời đi Dù sao Lâm Thị cũng không phải tập đoàn nhỏ Bọn họ dây vào, chỉ e sau này khó sống nổi thôi. Uyển như chăm chú, cắm cùi ánh mắt vào đôi nam nữ kia. Quên rằng bàn tay mình đang nhỏ máu, cô ta vội vàng đi kiếm cha mình nhờ giúp đỡ. Chỉ thấy hai cha con họ cười cười nói nói với nhau. Phong cầm tay Nhi tìm đến bàn tiệc trong góc, nơi tiêu ngạn Linh và Dương đang đợi. Hai người cùng xuất hiện quá là hoành tráng, chỉ hết ánh đèn của bọn này. Đâu có, tại chúng tôi có đôi có cặp. Còn cậu ấy một thân một mình Đương nhiên là cậu phải chịu Phòng cao hứng chọc kẹo lại Tiêu ngạn nức nở nhìn Nhi như ăn vạ Này đều tại cô bạn thân của nhóc đấy Nhi gái đầu gãi tai Tuệ mẫn nhỉ Cháu nói rồi Cô ấy không mù mắt mà dây dưa với chú đâu Chú là đồ trăng hoa còn gì Tiêu ngạn biếu máu Này nhóc ơi giúp chú đi Hái hoa dại nhiều rồi đến lúc gặp bông hoa hồng thôi Chú thực tâm thật tình với tuệ mẫn đấy Nhi không trả lời Cô trực tiếp quay mặt đi Linh khoác tay Dương cũng cười xòa một tiếng Tiêu ngạn cũng đến ngày phải bó tay với phụ nữ à Đây là quả báo đấy Nếu cậu biết tiết chế như Dương nhà tôi ý, Có phải yên bề ra thất rồi không Bà nói ít thôi Linh Dương nhà bà trước kia kém gì tôi Hoa nào hoa chả thơm Anh ta ngửi chán rồi mới ôm bà đấy Tiêu ngạn cay cú chọc lại Nhưng nhanh chóng nhận một cú trời dáng của Dương Anh em yêu quý Ông chán sống đấy à Phong nhìn đám hỗn độn trước mặt ôm nhi rời đi Chuyện ấy à Xảy ra như cơm bữa Không choảng nhau một ngày thế nhớ ấy mà Dương điểm tĩnh Nhưng gặp tiêu ngạn hoang dã Thì không kìm lòng được Vài phút sau Toàn bộ sảnh chìm trong bóng tối Chỉ còn lại chùm sáng trên sân khấu Nam nữ MC gửi lời chúc đến mọi người Sau đó mời lãnh lão ra Chủ tịch NP lên phát biểu đôi lời Quý vị à Dạ tiệc thường niên của NP năm nào cũng có Nhưng năm nay Lãnh gia chúng tôi nhân đây có điều muốn tuyên bố Ánh sáng chiếu tới đôi nam nữ bên dưới Đây là con dâu tương lai của lãnh gia Thiên Nhi Con bé sẽ là vợ sắp cưới của con trai tôi Lãnh Hàn Phong Mọi người nghe nói tới đây Không có vẻ gì là ngạc nhiên Nhưng là sau sự xuất hiện vừa rồi Họ đồng loạt vỗ tay Gửi nhiều lời tốt đẹp đến hai người Quả là xứng đôi Cô ấy xinh đẹp quá Đứng bên Phong Tổng càng thêm lộng lẫy Chúc hai người sớm ngày về chung nhà lãnh hàn lão gia và phu nhân à chúc hai người sớm có cháu bồng bế nhi khoác tay anh nụ cười tươi tắn đón nhận những ly rượu chúc mừng từ quan khách phòng cũng hạnh phúc không kém nghĩ đến những ngày tháng sau được ôm ấp cô gái nhỏ mọi lúc mọi nơi mà không khỏi khoái chí trong khi đó ở một góc sảnh tiệc uyển như cay cú nhìn nhi như muốn xé cô ra làm trăm mảnh khanh thì thoải mái hơn nhẹ nhàng vuốt lưng con gái Nhi con bình tĩnh Chỉ cần kế hoạch của chúng ta thành công Cha đảm bảo thằng Phong đó quay về bên con thôi Cô ta hít hơi sâu Rồi cắn môi ganh ghét Phong à em vào nhà vệ sinh một lát Anh cứ đi xã giao đi Lát nữa em tìm anh sau nhé Nhi nhẹ nhàng nói Ừ đợi em Sau khi cô rời đi Như liền tiến tới bắt chuyện Anh Phong à Mấy ngày rồi Như không gặp anh người ta rất nhớ anh đấy ạ cô ta mềm mỏng nói sẵn tiện áp sát người anh nhưng chỉ nhận lại là ánh mắt cảnh cáo tránh ra tôi ra lâm uyển như hơn nữa tôi không nhớ là cho phép cô gọi tên tôi đâu giọng anh lạnh lẽo vô cùng cô ta cắn môi trong lòng bực tức rõ ràng con nhóc nhi gọi thì anh vui vẻ còn cô gọi thì tức giận ư thật đáng hận anh có cần lạnh lùng với em như thế không dù sao chúng ta là chỗ quen biết lâu năm hơn nữa anh biết em có tình cảm với anh mà Không thể dành chút dịu dàng cho em à Anh nhách môi Anh nhìn coi thường Xin lỗi nhưng tôi chỉ quen biết cha cô Trên giấy tờ hợp đồng Không quen biết cô cũng không muốn cùng cô Ở một chỗ tôi cũng đã có hôn thê rồi Không muốn để cô hiểu lầm Vì vậy một là cô tránh xa tôi Hai tôi cho người lôi cô đi Như xanh mặt Nước mắt dưng dưng trực trào Không thể lôi kéo được thêm bất cứ sự quan tâm nào của anh Phong, xanh tuyệt tình như thế? Vậy thì anh đừng có trách em. Cô ta bỏ ngỏ câu nói, sau đó quay lưng rời đi. Trong phòng nhà vệ sinh, Nhi bốc chút nước lên mặt cho tỉnh táo. Cô y khi uống rượu, nên dù chỉ một chút cũng đủ choáng váng. Cô có vẻ hạnh phúc quá nhỉ, Thiên Nhi. Như từ đằng sau đi tới, dở giọng khó ở nói. Bà chị muốn gì thì nói thẳng đi, tôi không thích vòng vo nhức tai lắm. Nhi không quay mặt lại, Vừa tô son môi Vừa nhìn cô ta qua tấm gương lớn Cô biết tôi muốn gì mà Hai người là chú cháu Giờ ở chung một chỗ Cho dù cha mẹ anh ấy có đồng ý Nhưng truyền ra bên ngoài Đúng là không đẹp mặt tí nào đâu Cảm ơn chị nghĩ cho tôi Nhưng mà tôi không cần đâu Nhìn nói xong thì rời đi Nhưng ra đến cửa cảm thấy bị ai đó đập mạnh vào gáy Rồi lập tức bất tỉnh Uyển như cười lạnh Lệnh cho người đàn ông Đưa cô ta vào phòng Nhớ làm cho cẩn thận Tôi muốn thấy rõ mặt cô ta trong từng thước phim Người đàn ông bế nhi lên Rồi cầm lấy khóa phòng trên tay ủy như Tiểu thư cô yên tâm Việc đã nhận nhất định tôi đây hoàn thành Như cười thỏa mãn Xoay gót bỏ đi Người đàn ông đặt nhi lên giường Không quên đặt chiếc camera nhỏ vào góc dễ nhìn thấy nhất Chà 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 Đúng là đại mỹ nhân Hôm nay hời quá rồi đây Hắn liếm vành môi một cách biến thái Bàn tay bắt đầu mò mẫm cởi đồ nhưng chưa tháo xong khóa váy bên ngoài có tiếng chuông cửa hắn chửi thề không tỉnh nguyện rời khỏi giường của mẹ nó chứ có chuyện gì hắn bực tức nói với người đàn ông trước mặt tôi tới đưa rượu cho ngài tôi có thể vào trong phòng chưa hắn nhìn người phục vụ tươi cười trước mặt lại thấy có điểm nghi hoặc tôi không có gọi rượu các anh nhầm phòng không đấy không ạ à, cô Lâm đặc biệt dặn tôi nói với anh uống một ly cho nó sung ạ à? phục vụ ghé sát tai nói Hắn khoái chí như người phụ nữ trên giường Rồi cầm lấy bình rượu đóng sầm cửa lại Lâm tiểu thư hiểu ý tôi Mỹ nhân à Có trách Trách cô chọc nhầm người Hắn vuốt ve khôn mặt cô Rồi khui nắp chai rượu cứ thế tu cả bình Cho đến khi thỏa mãn cơn khát Hắn lao đến người con gái ngủ say trên giường Bắt đầu thôi Mỹ nhân à Buổi tiệc diễn ra hết sức sôi động Vì thế không ai nhận ra sự vắng mặt của nhân vật chính là Phong Nhóm bạn anh đang trò chuyện rôm giả một góc Linh tinh ý nhận ra sự thiếu vắng của ai đó Phong với Nhi đâu nhỉ Chắc rủ nhau trốn anh em mình chim chuột ở xó nào rồi Tiểu ngạn bĩu môi nói Lâm Khanh bên kia tìm mãi cũng không thấy con gái đâu Đang lo lắng thì nhận tin nhắn của cô ta Mọi việc xong rồi Bắt đầu đi cha Âu Khanh nhận được tin của con Thì cười thầm trong lòng Phong để xem cậu có cần ả đàn bà Dơ bẩn làm vợ không lúc này có ông chủ lớn tranh thủ cơ hội bắt chuyện làm quen với nhà họ lãnh và các gia tộc lớn khác có mặt ở đây ông khanh thuận đường bước đến phía lãnh lão gia à, lãnh lão gia lâu rồi không gặp lâm tổng đấy à đúng là đã lâu không gặp ông lãnh lịch sự đáp lại ông khanh phong tổng không ở đây cùng ông à lão tìm kiếm mục tiêu chính nhưng không thấy đâu à thằng phong nó đi với bạn nó đâu quan tâm người cha này thế tiểu như đâu Chẳng phải thường ngay rất bám người Lão ta cười gượng Hiểu ra ý tứ sau câu nói của ông Nhưng vẫn điềm đạm đáp Lão ra, ông nói quá rồi Ông cười lạnh không đáp Lão nhìn dáng vẻ khinh thường của ông càng thêm khó chịu Trong lòng không ngừng chửi thầm Lão già chết tiệt Để tôi coi ông cao cao tại thượng được bao lâu Thế rồi lão nhếch môi cười đều Điện thoại để trong túi áo vest hiển thị một video Lão chẳng thèm lôi ra nhìn màn hình liền thẳng tay bấm một cái Màn hình lớn trên sân khấu vốn tối đen liền bật sáng Một quý bà phía dưới vừa nhấc mắt lên nhìn Ngày tức khắc vội che mắt vì khung cảnh nóng bỏng ướt át trong video Cùng âm thanh sống động rõ ràng của đôi nam nữ nhiệt tình quần lấy nhau Ôi trời đất ơi, cái gì thế kia? Cả vị khách thi nhau nhìn thử khung cảnh người lớn Từng chi tiết chân thực không chút che đậy Góc quay rất chuẩn Không che lấp bất cứ thứ gì kể cả khuôn mặt Không ngờ một tiểu thư đài cát Sao làm ra cái chuyện này Ôi rồi ôi, biết cách hưởng thụ chưa kìa Nghe cô ta chưa, âm thanh ngọt ngào quá đi mất Ông Khanh chưa nhìn màn hình Chỉ nhìn khuôn mặt biến sắc của ông Lãnh Và nghe lời bình phẩm của mọi người Lão chắc nịch video hẳn là đặc sắc Sao? Lãnh lão ra Ông có muốn dùm tôi đào hố dùm ông không? Lão vừa lẩm bẩm vừa xoay mặt nhìn màn hình lớn Một giây, hai giây Để giây thứ ba, lão ngã ngồi ra đất Giọng run run kinh hãi Không, không, không thể nào Xất lại láng như, không không thể nào. Đúng, nữ nhân đóng cảnh nóng trên màn hình lâm uẩn như, nam chính không ai khác, ngoài người đàn ông cô ta bỏ tiền thuê, quả là thước phim tự biên tự diễn đầu tư vô cùng. Tiểu yêu tinh à, em đúng là hư quá. Âu Khanh đen mặt vội chạy lên che màn hình, nhưng chỉ có thể che đi phần nhỏ, đừng đừng nhìn nữa, người đâu, người đâu, tắt nó đi lão kêu người tắt màn hình nhưng kêu khàn giọng không có người đáp lại bớt quá lão cầm chiếc ghế kim loại ném vào màn hình khiến nó vỡ mảng lớn nhưng tiếng chỉ trỏ thì không ngừng thậm chí lớn hơn lúc này trên lầu đôi nam nữ cùng nhau nhìn xuống khung cảnh hỗn loạn bên dưới từ tốn vỗ tay như tận hưởng màn kịch thú vị lâm tổng món quà ông dành cho chúng tôi đặc sắc quá lời nói châm chọc của phong thành công thu hút ông khanh lão hét lên bằng tất cả sự giận dữ lãnh hàn phòng lãnh hàn thiên nhi là chúng mày chúng mày hãm hại con gái tao lũ ác quỷ chúng mày nhi cười nhưng không mang chút hơi ấm chẳng thèm đáp lại lời vu khống của lão cô từ từ mở điện thoại phát đoạn ghi âm đưa cô ta vào phòng nhớ làm cho cẩn thận tôi muốn thấy rõ mặt cô ta trong từng thước phim tiểu thư cô yên tâm việc đã nhận tôi nhất định hoàn thành lâm tiểu thư hiểu ý tôi mỹ nhân ơi có trách trách cô chọc nhầm người không cần cô nói gì Mọi người xung quanh đủ hiểu mọi chuyện Thì ra gậy ông đập lưng ông Ông Khanh ngây người Chỉ vào mặt cô hét lên Cô đừng có ngậm máu phun người Ai biết được cô có động tay động chân gì Vào bản ghi âm đó không Lão muốn nói tiếp gì đó Nhưng bắt gặp ánh mắt giết người của Phong Thì liền câm mồm Anh phẩy nhẹ tay Và ba vệ sĩ áo đen đi đến áp giải lão như một phạm nhân Đám người xung quanh được thế càng chỉ trỏ Cười cợt lão ta để không còn mặt mũi Kế đó anh không lưu luyến gì nơi này Liền ôm eo cô rời đi Khi ra đến cửa nhìn nán lại vài giây Tôn bụng nói với phóng viên một câu mở ám Vào 112 Không ai à mong đợi Họ thi nhau chạy lên bắt tại trận đôi nam nữ Trong cơn cuộng giã Một tiêu đề bắt mắt ra lò Tiểu hoa mới nổi lâm ủi như buông thả Cùng cha lạ ngay trong tiệc lớn Tại quán bar Na Angel Tiêu ngạn ôm bụng cười Hai người quá là độc ác Nhưng mà tôi thích Phong thoải mái đáp Họ không động đến bảo bối của tôi Tôi chẳng sờ gái họ làm gì Linh vuốt mặt cô gái nhỏ Nhóc à em không sao đấy chứ Cô cười giòn em không sao chị ạ à. Dường lướt mạng Toàn bộ tin tức hay ho vừa nãy Tốc độ báo mạng quá là nhanh Cuộc đời của Lâm Uyển Như và Lâm Gia Coi như thế là xong Những nhãn hàng ký hợp đồng với Uyển Như Đồng loạt hủy bỏ Hơn nữa còn đòi bồi thường rất lớn Lâm Thị giá cổ phiếu tụt dốc không phanh không sớm tìm muộn, trong vòng 2 ngày tuyên bố phá sản. Lâm gia coi như hoàn toàn sụp đổ sau đêm ngu ngốc của cô con gái rượu. Nhìn nhún vai, vẻ mặt vô tội, đâu phải lỗi của em. Nhưng làm sao hai người dựng lên màn kịch này thế? Quay lại mấy tiếng trước, bắt đầu thôi tiểu mỹ nhân ơi. Tên đàn ông lao vào cô như hổ đói, nhưng chưa kịp làm gì ăn đế dày cứng rắn phòng trước đó dặn dò nhi cẩn thận anh có dự cảm không lành về lâm ủy như sau khi đợi vài phút không thấy cô đâu anh lục tung các phòng khách sạn tìm người thật may là đến kịp lúc vừa nhìn thấy tên đàn ông đè trên người cô liền tung cước đạp thẳng mặt hắn ngã sang một bên rồi anh đấm vào bụng hắn đem hắn trực tiếp bất tỉnh nhân sự anh cởi áo khoác khoác lên người nhi rồi ám cô sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi sau đó gọi điện dặn dò đàn em rồi ngủ yên một giấc chờ xem kịch chưa đầy 15 phút Vài đàn em của anh đi vào căn phòng 112 Trên tay ôm thêm một người phụ nữ bất tỉnh Không ai khác chính là Lâm Uyển Như Diễn viên vào vị trí Tên đàn em nhét vào miệng hai người viên thuốc nhỏ Nhưng có tác dụng lớn Rồi âm thầm rời khỏi phòng Như thể ban đầu vốn chỉ có đôi nam nữ kia ở đây Chưa đầy nửa tiếng Hai người tỉnh lại dưới tác dụng của thuốc, dù nhận ra nhau, hai người không cưỡng lại được khao khát nguyên thủy của bản thân liên quan hết mọi thứ mà ôm ôm ấp ấp. Kế tiếp, một thước phim nóng bỏng mắt xảy ra trên màn hình lớn. Một tiếng xoảng lớn vang lên, ông Khanh xô tất cả mọi thứ trên bàn xuống mặt đất. Hai bàn tay vò tung mái tóc điểm hoa dâm. Khuôn mặt chỉ sau một đêm, dầu di sồm xoàm, già đi như mấy tuổi. Lão chỉ thẳng đứa con gái rượu rồi khóc nấc. Mày thấy chuyện tốt mày làm chưa? Bây giờ thì hay rồi. Tiền đem đi đền bù hợp đồng cho mày Đến cái giấm cũng không còn Mày bảo tao làm sao mà sống Lâm thị làm sao mà sống Uổng công tao cương chiều Rèn rũa mày 20 năm qua Cuối cùng không được cái lợi lộc gì Còn rước nợ vật thân Đúng là Đúng là Lão dơ cao tay Nhắm gò má trắng trẻo của Uyển Như Cô ta khúm núm sợ hãi Nhưng không dám tránh né Nước mắt tuôn ra nhiều hơn Thấm đẫm gương mặt xinh đẹp lúc này bà ngọc là vợ ông ta lao đến đẩy lùi ông ta về sau vài bước ông điên à con bé tốt xấu gì cũng là con gái ông ông không thương nó thì thôi sao ra tay đánh nó ông có đánh thì ông đánh tôi đây này bà nhìn chằm chằm ông vòng tay ông con gái trong lồng ngực bảo vệ lão bực bội quát vào mặt bà tôi còn chưa đủ thương nó à ông có ý gì chuyện hôm qua chẳng phải ông góp công hơn nữa gửi tổn thương nhất là con bé Ông rửa vào đâu đổ hết tội lỗi lên đầu nó Ông Khanh vốn tính ra trưởng Nghe vợ cãi lại càng sổ lồng lên Trực tiếp tát vào mặt bà Đến khóe môi bật máu Tôi không cần biết Chuyện này nhất định phải giải quyết suôn sẻ Lâm gia không thể vì con gái bà mà sụp đổ được Lão nói Rồi lạnh lùng xoay người rời đi Bà Lâm ấm ức rơi nước mắt ôm con gái chặt chặt an ủi Chồng bà bà biết Lão ta là con cáo già chính hiệu Lúc trước có gái bà có lợi với hắn Hắn ra sức cưng chiều Biến con bé thành con rối giúp hắn tranh giành quyền lực Này không còn lợi ích gì nữa Hắn nhẫn tâm mặc kệ con gái thanh danh bại hoại Người người cười chê Chỉ nhất nhất một mục đích sống Đó là cứu lâm thị Một kẻ ham hư vinh Chỉ ngắn đem đứa con gái hoan hiền của bà Dạy thành cái nông nỗi này Uyển như ngừng khóc Nhưng nét mặt thì lạnh tanh như xác chết Nhìn dòng thông tin chạy trên màn hình máy tính tiểu hoa mới nổi lâm ủi như buông thả cùng trai lạ ngay giữa tiệc lớn cô ta vùng khỏi lồng ngực mẹ bò đến cầm máy tính lên mắt dán vào đó đọc lần nữa cho thật rõ ràng xong rồi cô ta vung tay đập cái máy tính đến nát vụn ánh mắt tuyệt vọng nhìn mẹ mẹ ơi hết rồi đời con hết thật rồi cha không cần con người ta không cần con cô hét lên như một kẻ điên con yêu ơi mẹ cần con ngoan đừng khóc nào ta giúp con lấy lại mọi thứ ngoan đừng khóc nào bà ngọc ôm lấy cô ta nhẹ nhàng xoa dịu ánh mắt dần chuyển sang màu ác độc sau khi đưa uyển như về phòng bà về phòng gọi một số điện thoại trong lòng thấp thỏm tự hỏi đối phương liệu có nhận điện thoại không đây alo một giọng nam lạnh lùng vang lên bà ta mừng rỡ nói xin hỏi đây có phải số máy cửu ra không bà tìm ai tìm lõ ra có chuyện gì nam nhân bên kia không kiêng nể mà thô lỗ hỏi tôi tôi có chuyện cần nói trực tiếp với ông ấy tôi có thể bà chưa kịp nói hết bên kia mất kiên nhẫn không thể tạm biệt bà ngọc liền vội kêu lớn có liên quan đến đàm thiên tuyết đầu dây bên kia nam nhân trẻ tuổi không có gì là hứng thú toan cúp máy nhưng người đàn ông đứng bên cạnh khẽ nhíu cặp mày rậm cánh tay to lớn chặn điện thoại xuống bà biết đàm thiên tuyết Người đàn ông khí chất như hổ Tuy ngoài 50 nhưng vô cùng rắn chắc lực lưỡng Khôi mặt xuất hiện dấu hiệu tuổi tác Nhưng nét cương trực nghiêm nghị còn đó Toàn thân tỏa ra áp lực vô hình Khiến người đầu dây bên kia chỉ nghe giọng Mà phải dùng mình một hồi Đúng thế Hơn nữa thông tin này hẳn là ông rất cần biết Cửu ra nhìn bức ảnh Người con gái xinh đẹp trong sáng trên mặt bàn Ánh mắt lộ ra vẻ thương nhớ Nói đi Bà Ngọc cười thầm Sau đó nói Cửu ra Tôi đâu thể cho ông không như thế Trao đổi đi Cửu gia cười khan Được Một tuần sau tại Đại Thành Nói xong ông ta cúp máy Bà Ngọc bên kia thoáng sửng sốt Bà chưa từng nói bà Đại Thành Người đàn ông này quả thực đáng sợ như năm xưa vậy Chu Ngọc là người hầu cũ của đàm thiên tuyết Số điện thoại là lấy từ chỗ bà ấy Khi nhìn hình ảnh thiên nhi Bà tự mình hoa mắt vì cô quá giống đàm thiên tuyết đã chết năm xưa dù không có bằng chứng gì Dù Ngọc cả gan khẳng định Nhi chính là con gái thiên tuyết Bà chắc chắn cửu gia cũng sẽ tin điều này Một tuần yên ả à trôi qua Nhi ngày ngày đi học Rảnh thì bồi mẹ chồng đi mua sắm Cuối tuần bận rộn cuốn quýt Với chồng sắp cưới trên giường Từ trong bếp đến ngoài vườn luôn Cho đến một hôm nửa đêm Tiếng đập cửa thình thịch vang lên như tu la đòi mạng Đôi trai gái ân ái trong căn phòng ấm áp Vì đó dừng lại Phong à, có ai gọi cửa nhà mình thế Xuống xem thử đi Anh Trương khuôn mặt xuống vòng cổ cô cắn một cái Rồi hít một hơi khiến cô run nhẹ Kệ hắn đi vợ Mình tiếp tục công việc của mình Đang chuẩn bị vào cuộc Tiếng đập cửa va lên lần nữa Thậm chí mạnh hơn Nhi đẩy đầu anh ra Phong không tình nguyện nhưng vẫn phải ngồi dậy Vừa mặc lại đồ vừa lau bào Quần chết dẫm đấy lúc nào không đến Đến ngay cái lúc đại sự Ánh mắt anh có tia sát ý cánh cửa mở ra tiếng khóc ỉ ôi vang lên phong ơi tôi phải làm sao bây giờ thế này đời tôi đi rồi mẹ tôi cũng không có cháu nữa phong nhìn thằng bạn trí cốt ánh mắt thì như kiểu muốn giết người đến nơi cậu bị thiến rồi hay sao nhi cũng sửng sốt nhìn anh chả nhẽ vì chuyện này hai người đàn ông cần tâm sự giữa đêm à tiêu ngạn bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của cô thì cất ngay nước mắt thanh minh hai cái vợ chồng nhà này nghĩ cái gì thế tôi nguyên đai nguyên kiện Phong và Nhi không thèm nghe Chỉ muốn đóng cửa lại rồi ngủ tiếp Đừng 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 Chú có chuyện cần thương lượng với cháu Nhi à Phong và Nhi ngồi trên ghế Tiêu ngạn ngồi gập hai chân trên nền đất Nhi giúp chú đi mà Không có cô ấy Tiêu ra thực sự tuyệt tự tuyệt tôn đấy Nhưng cháu đâu phải tuệ mẫn Cháu đâu giúp chú cái gì được Có tìm thì tìm cô ấy Chứ tìm cháu làm gì Lại còn nửa đêm nửa hôm nữa chứ tuệ mẫn giận chú không thèm nhìn mặt chú chỉ có cháu thôi nhi à giúp chú được không nhi nghĩ lại đúng là dạo gần đây tâm tình cô bạn thân có vẻ không được tốt lại thường xuyên đăm chiêu chả nhẽ thực sự vì ông chú già này mà tương tư à chú làm gì có lỗi với cô ấy à Tiêu ngạn vô tội khóc hết nước mắt đâu có hôm trước cô ấy vừa thấy mặt chú liền quay đi thì giờ đâu mà làm chuyện có lỗi thấy tiêu ngạn có vẻ đáng thương nhi cũng cảm giác bụi lòng Thôi thì giúp lần này thôi vậy Sau này không dám nhúng tay nữa Tiêu ngạn đi bắt được vàng Cảm ơn dối rít rồi rời đi Phong xem xong kịch mới lên tiếng bình luận Lần này tiêu công tử có vẻ nghiêm túc đấy Em không cần quá lo cho tuệ mẫn đâu Sao anh biết ạ à? Vì bình thường cọc tìm đến châu Lần này châu chủ động đi tìm cọc Chiếc xe đen sang trọng Dừng trước cổng trường đại học Nhiều yếm ôm tạm biệt Phong rồi bước xuống xe Giả bước trong sân trường Vô số lời cảm thán đến từ sinh viên khác cô ấy là thiên nhi vị hôn thê của phong tổng tập đoàn np đấy đúng cô ấy đẹp thật còn khí chất nữa chứ nếu tôi là con trai nhất định tôi đổ cô ấy mất không đúng cô ta mang họ lãnh hàn mà chẳng phải người cùng một nhà ư à thông tin của cậu chậm thế cô ấy vốn là cháu gái nuôi của phong tổng nhưng mà giờ không phải nữa rồi nhưng sớm muộn gì cũng mang họ lãnh hàn thôi Nhìn lướt qua đám đông đang dòm ngó mình Cô không quá để ý những lời trôi nổi Vì suốt một tuần qua Cô quen với chúng Trong đầu hiện chỉ đang nghĩ bữa tiệc tối này Để lớp học quen thuộc Cô bạn thân cũng đã ở đó Cô vui vẻ chạy lại Ê Tuệ Mẫn ơi Nay bồ đến sớm thế Khuôn mặt Tuệ Mẫn có chút mệt mỏi Ánh mắt lờ đờ Đây chả một đêm sớm đâu Nếu không nhớ ông chú già họ tiêu Có chuyện gì với hai người à dù tiểu thư thở dài chả là đêm qua tiêu ngạn đập cửa thình thình nhà cô cô nhất quyết không mở thì quay qua gọi điện cô không thèm nghe máy anh ta nghĩ ra kế trèo vào phòng cô qua cửa sổ sau đó mặc cô đánh đuổi anh ta mặt dài trèo lên giường ôm cô ngủ còn bảo gì mai sẽ nói chuyện tưởng đâu được yên anh ta dở trò nằm hơi nghiêng người ngắm cô cả đêm thử hỏi xem liệu có ai ngủ được không khi mà bị nhìn chằm chằm như vậy Bất quá cô bên đành giả vờ ngủ Đến xoay người cũng không dám cơ Cuối cùng sáng sớm liền mò dậy đến trường Nhi nghe xong chỉ biết tặc lưỡi câm nín Thôi bỏ ông chú già đó có một bên Tối nay ra biển đi Phong bao nguyên bãi biển để chơi đấy Tuệ mẫn nghe chơi thì mặt mày mới sáng rực hơn Nhìn đều có phong thì hẳn tiêu ngạn cũng không thiếu Thôi không đi đâu Cái lão tiêu ngạn kiểu gì chả Yên tâm chú ấy đi công tác rồi Chắc hôm qua ôm mày lấy tinh thần cho cả tuần ấy mà Nhi uốn lưỡi nói Đúng lúc này Tuệ Mẫn nhận tin nhắn của anh ta Nói hẹn gặp vào ba ngày sau Thế là cô nhóc ngây thơ tin lời bạn Trong lòng khóc khởi vui mừng Vì sắp được bung lụa một đêm Tại bãi biển 20 giờ tối Nhi cảm thán Mát thật đấy Phòng cùng Nhi, Dương cùng Linh Tuệ Mẫn cùng ông chú già đáng ghét Ông chú này dám lừa tôi Lãnh Hàn Thiên Nhi Cậu lăn ra đây cho mình Tuệ mẫn lửa giận lùng bùng nhì đâu có giải Cô trốn sau lưng chú như thỏ con gặp sói Cậu được lắm Nhi à Bà đây nhớ mặt cậu rồi đấy Cô nói rồi toàn bỏ đi Nhưng chưa đi được mấy bước Bị tiêu ngạn ôm trong lòng Bốn người còn lại biết ý lui ra chỗ khác Cảm nhận cô gái trong lòng không còn dãy rủa Tiêu ngạn buông cô ra Xoay người cô lại để bốn mắt đối nhau Tuệ mẫn Có chuyện gì em nói với tôi đây này Hoặc thà em đánh tôi Chứ em đừng im lặng như vậy rồi xa tôi Giọng anh trầm ấm khác thường Không mang theo ý bông đùa như mọi khi Tuệ mẫn cảm nhận hơi ấm từ tay anh Lại cảm thấy bực bội trong lòng Vì hơi ấm này từng được vô số cô gái khác thử qua Cô gạt tay anh Đồ nói dối Tuệ mẫn ghét nhất dối trá Năm xưa khi cha cô đi công tác dài ngày Mẹ cô đột nhiên kéo vali rời khỏi nhà Cô chạy đuổi theo hỏi bà đi đâu Bà không cười Chỉ xoa nhẹ đầu cô nói Mẹ về sớm với con đợi mẹ Sau đó cô đợi bà Đợi gần một tháng nhưng không thấy bóng dáng bà Mà đến khi cha cô về Ông ôm cô khóc Khuyên cô nên quên mẹ đi Thì ra bà ấy bỏ theo một người đàn ông giàu có hơn Bà ấy không cần cô nữa Lời hứa quay lại Vốn chỉ là cái cỡ hợp lý cho sự biến mất của bà Tuệ mẫn nghĩ anh đến đây cũng vậy Chỉ đem lời nói dối phủ phiếm che mắt cô Cô không muốn bị lừa nữa đâu Tiêu ngạn ngẩn người Nói dối á Tôi chưa từng nói dối em chú rõ ràng qua lại với nhiều cô gái khác vậy mà còn nói nghiêm túc yêu đương với tôi á đúng tôi ngốc mới tin lời công tử đào hoa như chú đáng lẽ tôi không nên mơ mộng bất cứ cái gì cả phải cô muốn tin anh cho đến khi thấy anh ở cùng người phụ nữ xinh đẹp chân tay ôm ấp nhau tại cửa quán ba cô càng nói càng khiến anh đau lòng cô là người đầu tiên anh rung động có thể trước kia anh xa ngã thật nhưng từ khi gặp cô anh thay đổi nhiều thay đổi để xứng đáng với đóa hoa thuần khiết như cô Tiêu ngạn không muốn bỏ lỡ đóa hoa hiếm có Anh lao tự ôm cô trong lòng Trước khi nhận được bất cứ sự phản kháng nào Anh nhanh chóng khóa môi cô bằng nụ hôn mạnh mẽ Chờ khi chân cô mềm nhũn Toàn thân vô lực dựa vào ngực anh Anh mới tha cho đôi môi xinh đẹp Tuyệt mẫn Tôi thích em Tôi yêu em là thật Mọi người con gái trước đây dây dưa với tôi Tôi chỉ để cắt đứt Nếu em không tin em kiểm tra điện thoại tôi đây này Mở khẩu ngày tháng năm sinh của em Anh ta đặt điện thoại vào tay cô Tuệ Mẫn không đáp Nhưng trong lòng đúng là có chút mềm đi Cô giậm mạnh vào chân anh Rồi nhân cơ hội thoát khỏi vòng tay anh Đứng đối mặt lần nữa Cô nhìn sâu cặp mắt đen của anh Như thể kiểm chứng độ chân thực của lời nói Người phụ nữ chú ôm trước quán ba là ai? Tiêu ngạn đối với câu hỏi của cô Thì có chút thích thú Em ghen đấy à? Tuệ Mẫn thay vì nói dối thì gật đầu Đúng thế Anh giật mình trước câu trả lời trung thực này Chẳng phải bình thường trong chuyện ngôn tình Nữ chính quay mặt đi nói dối cảm xúc của mình à Tuệ mẫn cũng định thế Nhưng cô không muốn rời khỏi trong mắt đen của anh Như thể sợ rằng để lỡ bất cứ chuyển động nào trong con người đó Tiêu ngạn thấy cô tập trung vào mình thì thích thú lắm Cúi mặt xuống Để hai cặp mắt chỉ cách nhau vài tầm cm Trong lòng không ngừng kêu Em nhìn đi Tôi cho em nhìn Nhìn kỹ cho tôi xem có nói dối không Em ghen với chị chồng tương lai à Cối là chị gái anh Tiêu Ngân Lúc bấy giờ, mi mắt tuệ mẫn nhẹ nhàng lay động, chớp chớp vài lần như cánh bướm mỏng manh. Từ khoảng cách gần, tiêu ngạn dễ thấy đôi má cô phiếm hồng, ánh mắt vội né tránh. Nhóc con, em hiểu tôi rồi đi chứ? Tuệ mẫn rụt rè nhìn anh, nhận ra bản thân quá cảnh giác mà hiểu lầm anh. liền muốn chủ tội bằng nụ hôn trên đầu môi, cảm giác như chuồn chuồn lướt qua. Tiêu ngạn ngây ngốc nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô gái nhỏ, kìm không được, anh ngấu nghiến đôi môi lần nữa mẫn nhi hôn thế này mới đủ chuộc tội hai cặp đôi bên kia như cha mẹ già nhìn con trẻ lộ ra nụ cười hài lòng ấm áp nhi tự nhủ bản thân nhìn sai con người tiêu ngạn có thể anh không đoan chính như chồng cô nhưng mà cũng rất tốt chân thành với bạn thân của cô sau khi tiêu ngạn và tuệ mẫn làm hòa sáu người cùng mở tiệc nướng trên bờ biển người ta nói đàn ông quyến rũ nhất khi vào bếp tối nay tuy không có bếp như ba vị tổng tài khét tiếng lại được dịp đeo tạp dề. Nhi cầm hộ phong áo vest, hai mắt sáng lên nhìn người đàn ông của mình cực kỳ hấp dẫn bên giản nướng. Áo sơ mi trắng sắn lên một phần, chiếc tạp dề màu hương phấn ngọt ngào nhưng không che giấu được vẻ đẹp trai của anh. "Phong à, nhìn bên này này." Anh quay sang, cô nhanh tay chụp lại. "Em làm gì đấy?" "Chú ảnh, chồng em đẹp trai lắm, sau này em cho con chúng ta xem để nó hiểu cha nó từng bảnh bao thế này." anh nghe cô nhắc tương lai khoái môi hạnh phúc cong cong trong lòng tự nghĩ con chúng ta là trai gái nhỉ à mà không tốt nhất một đôi long phụng làm cả đội bóng cho vui cửa vui nhà à mà không được như thế thì cực cho vợ quá thế là bữa tối trôi qua trong tiếng cười vui vẻ sau đó sáu người cùng ngắm sao đốt pháo tận dụng triệt để buổi tụ tập hôm nay nhi vừa hoàn thành xong bốn tiết học cả người mệt mỏi tay ôm tuệ mẫn rời khỏi lớp phía xa một người đàn ông chăm chú nhìn nhi ánh mắt lộ vẻ bất ngờ xen lẫn thương nhớ sâu xa nhi có vẻ không nhận ra ánh mắt đó vẫn vui cười cùng với bạn thân ông ta gắt gao nhìn từng biến động trên khuôn mặt ấy thực sự giống quá giống thiên tuyết tại biệt thự của phong anh đi công tác tận một tuần cơ á. nhóc ở nhà ngoan chờ anh về mua quà cho em nhi bĩu môi phong sang mỹ làm việc bỏ cô đồng không mông quạnh ở đại thành này nhưng em nhớ anh đến mất ngủ mất thôi Nghe cô vợ thỏ thẻ Lòng anh ngập trong biển mật ngọt Vậy đêm nay anh phải nhiệt tình Lưu lại mùi hương của mình trên cơ thể em Nhìn chưa kịp tiêu hóa lời anh nói Khuôn mặt ngây ngô chưa nhận ra Sói đang răng bẫy Để khi khuôn mặt vô thực của anh phóng đại Trong mắt cô Và bờ môi lạnh nhẹ nhàng áp lên bờ môi cô Cô mới hiểu lưu hương trong miệng anh Nghĩa là gì Nhưng tất cả quá muộn Một đêm mất ngủ Sáng hôm sau Nhi tỉnh lại chỗ bên cạnh lạnh ngắt Có vẻ anh ra sân bay từ sớm rồi Nhi nhìn xung quanh Tìm điện thoại Phát hiện trên tủ đầu giường Dán tờ giấy nhớ vàng Cô giật xuống đọc Em yêu anh dặn tiêu ngạn đưa đón em đến trường Nhớ những ngày không ở Đại Thành Có chuyện gì cứ gọi cậu ta Cô nở đu cười hạnh phúc Nhẹ nhàng hôn lên tờ giấy lòng thì thầm Em thấy nhớ anh rồi đấy Xuống nhà thím trương đã chuẩn bị đồ ăn sáng xong có dậy rồi à Nhi bán sáng đi cho nóng Cô vâng một tiếng rồi đi vào Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên Là bạn thân cô gọi Nhi đùa Bạn trai bồ đâu Sáng ra đã nhớ tôi thế này Ai, Còn bạn trai Chắc tôi chả nhớ tới bổ Sao thế Còn sao nữa Ông xã bà mang ông ấy đi luôn rồi Nhi cười ngặt ngẽo với tuệ mẫn Ai bảo chú ngạn làm công ăn lương của chồng tôi Bà nói vậy như thể chồng tôi là có giáp thứ 13 ấy Vậy bà không biết à Trước kia chưa công bố vị hôn thê Chồng bà có tin đồn tình ái với bạn trai tôi Tôi nghi họ nối lại tình xưa đấy Vậy hả Đang lúc vui vẻ Bên ngoài phòng khách mở tivi Âm lượng khá to Cho nên cô ngồi trong bếp vẫn nghe thấy Cách đây một tiếng Chiếc máy bay mang số hiệu 1001 Thuộc hãng hàng không DT Airline Vừa gặp tai nạn Rơi xuống từ độ cao 1000m Đội cứu hộ nhanh chóng có mặt giải cứu nạn nhân nhưng trong số 305 người trên máy bay mới tìm ra 156 người, trong đó có phi công trưởng và 38 hành khách số số chết tại chỗ. 117 hành khách còn lại bị thương nghiêm trọng đã được đưa tới bệnh viện gần nhất. Số người còn lại vẫn đang được tìm kiếm. Thìm trương sững người, nhưng nhanh chóng tỉnh táo vội vàng tắt tivi, ánh mắt lo lắng hiện rõ. Thìm quan ngại nhìn cô gái nhỏ đang lặng thinh. Đó chẳng phải chuyến bay của cậu chủ bà ư. Nhi cảm thấy hình như mình bị ốm, đầu óc quay quay, bên tai chỉ toàn tiếng ù ù không rõ. đúng, chỉ có thể là vậy. cô tự nhủ đó là nguyên nhân khiến cô nghe thấy nhầm tin tức hoặc chắc chắn nhà đài nhầm lẫn gì chăng? phòng của cô, anh ấy đến mỹ an toàn là chắc rồi, đúng không? Trích đĩa trên tay đồ gột rơi xuống sàn tạo âm thanh chói tai, trái tim cô gái cũng đột nhiên thắt lại, lòng tràn ngập bất an, sợ hãi. đầu dây bên kia tuệ mẫn thấy cô im mặt nhi mày đâu rồi trả lời tao cái nào phong phong sao thế chú ấy làm sao phong của em tiếng nước nhỏ khiến tuệ mẫn bối rối nhi à sao thế có chuyện gì à đáp lại cô chỉ là tiếng bíp bíp kéo dài cô lo lắng bởi máy gọi lại nhưng trước đó cuộc gọi từ tiêu ngạn đã đến trước bình thường cô không do dự bát máy nhưng không hiểu sao giờ phút này Tiếng chuông có cảm giác lạnh lẽo, bất an đến khó tả. "Alo?" Cô khẽ khàng hỏi, "Cô là người nhà của chủ điện thoại à? Không phải của Tiêu Ngạn." "Sao cô cầm máy của anh Ngạn? Anh ấy đâu?" "Bệnh nhân được cấp cứu tại bệnh viện ca, tình hình hiện tại không mấy khả quan, chúng tôi cần chữ ký người nhà tiến hành phẫu thuật, vì vậy phiền cô mau chóng tới đây." Tuệ Mẫn không đáp lại, cô vội leo lên con xe trong nhà, dùng tốc độ nhanh nhất để đến bệnh viện. Một vòng băng băng trên đường Nước mắt không kiêng nể chảy dữ dội trên gò má Tiểu ngạn Anh không được phép có chuyện gì đâu đấy Đợi em Nhi sau khi cúp máy lập tức chạy ra xe Cô túm lấy trợ lý Hạo Anh Phong đến Mỹ rồi đúng không Đến Mỹ an toàn rồi đúng chứ Hạo nhìn cô đôi mắt đồng cảm Tiểu thư à cô bình tĩnh đi Phong tổng chắc chắn không sao đâu Tôi huy động lực lượng tìm kiếm anh ấy Rất nhanh sẽ tìm được thôi Đáp lại anh chỉ là tiếng khóc nấc đôi mắt xinh đẹp của cô gái tắm trong biển nước mắt bước chân chậm rãi lui về sau rồi ngã ngồi trên đất lời nói sen lẫn nghẹn ngào các người sai rồi các người lừa tôi anh ấy rõ ràng không sao cơ mà đêm qua tôi còn ôm anh ấy trong vòng tay đấy nhi à nhi cha mẹ lãnh vừa xem xong tin tức cũng lập tức tới đây bà xót xa ôm con dâu tương lai trong lòng an ủi thằng bé nó mệnh lớn nhất định nó sẽ về với con Tại bệnh viện tại Mỹ Ông chắc chắn muốn làm vậy chứ Dù xóa đi một phần ký ức Không thể thay đổi được tình cảm của cậu ấy Hơn nữa di chứng quá trình này vô cùng đau đớn Nếu bị kích thích phần ký ức bị xóa Cậu ta sẽ phải chịu nỗi đau khủng khiếp Cha bác sĩ trẻ tuổi nói Đó không phải việc cậu cần quan tâm Người đàn ông lạnh lùng đáp Ánh mắt sắc bén như người đàn ông nằm trên giường bệnh Máy móc được mắc đầy người Có vẻ cậu này đã trải qua một tai nạn vô cùng nghiêm trọng bên cạnh giường bệnh có hai người phụ nữ lớn tuổi người lớn tuổi nói con gái sắp thành công rồi vâng mẹ con sắp giành lại được mọi thứ đây là giao kèo cuối cùng sau này chúng ta coi như không quen biết người đàn ông đứng dậy rời đi rồi sực nhớ điều gì liền bổ sung thêm đừng có ý đồ gì với con bé thiên nhi hai người phụ nữ thoáng giật mình phong anh ăn nho không Phong à em làm cơm cho anh Phong anh đừng quá đáng Em mách mẹ đấy Phong anh đi công tác à Anh đừng đi mà Phong anh đâu rồi Phong à Anh biến mất cùng mảng vụn vỡ của bầu trời xanh Để mặc cô trong bóng tối Khóc đến cạn kiệt hơi thở Nhìn mệt mỏi lờ đờ nhấc đôi mi mắt nặng trĩu của mình Khóe mắt đọng giọt nước mặn chát Bên ngoài trời vẫn tối Có vẻ cô mất ngủ nữa rồi 7 ngày trôi qua Không một kết quả nhiều người đồn đoán anh đổ tan xác nhưng cô không tin đâu cô luôn luôn đợi anh trở về đêm nào cô cũng nằm trên chiếc giường của hai người rửa mặt bằng nước mắt để khi kiệt sức thì tiếp đi nhưng mỗi lần như vậy cơn ác mộng vừa nãy chiếm lĩnh tâm trí cô cô sợ hãi lo lắng không dám ngủ lại chỉ mới một tuần sao tự như cả năm dài đằng đẵng thế này cơ thể cô gầy đi trông thấy vì mất ăn mất ngủ mắt cô đỏ hoe gương mặt thiếu sức sống Nhìn nhìn ra cửa sổ Mặt trăng hôm nay thật hiền Phong anh đang ngắm trăng không Em nhớ anh quá Hôm sau tuệ mẫn đến thăm cô Một tuần qua bận chăm sóc cho tiêu ngạn Cô quên mất Nhi Đúng là có lỗi với bạn Khi tuệ mẫn đến Nhi ngồi trong vườn Đôi mắt vô hồn ngắm nhìn bầu trời trên cao Thiểm trương đứng cạnh khuôn mặt ái ngại nhìn tuệ mẫn Nhi à Ta đến chơi với mày này Nhi Mấy giây sau Nhi mới quay lại nhìn Nụ cười gượng dường như muốn khóc tới nơi Chú ngạn sao rồi Không ở lại chăm đến đây làm gì Anh ấy ổn rồi Chỉ cần tinh dưỡng mấy tuần là được xuất viện thôi Tuệ mẫn đi tới gần cô Bàn tay nhẹ nhàng đặt từng thứ hoa quả mình mua Để ra chiếc đĩa trên bàn Mẹ ăn táo không Có nho không Ta muốn ăn nho Ờ ừ, đây 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 Tuệ mẫn tách chùm nho chín đưa cho cô nhi cảm nhận vị thanh ngọt củi nho tràn ngập đầu lưỡi nước mắt tự động tràn ra tôi bận bối rối luống cuống tay chân sao thế nhi tao làm gì sai à hay nho không ngon à phong anh ấy hứa mua quà cho tao một tuần rồi chưa thấy đâu cả mày nghĩ anh ấy có phải bận quá rồi lỡ chuyến bay không hay quên mua quà sợ tao giận nên không dám về nhi à mày tao đâu có giận chứ nước mắt cô lan dài tao nhớ anh ấy nhưng anh ấy lắm Tuệ Mẫn quay lại bệnh viện Trong phòng bệnh của Tiêu Ngạn Cả Dương và Linh cũng đang ở đây Linh thấy cô thì hỏi Nhi sao rồi Tuệ Mẫn lắc đầu Cô còn buồn nhiều lắm Rồi lại quay sang Tiêu Ngạn Chú Phong có tin tức gì chưa Anh cũng lắc đầu buồn bã Tiêu Ngạn đã huy động toàn bộ lực lượng của bang Hắc Long Cộng thêm giúp đỡ của Dương Nhưng không hạt gái được gì như thể phong đã bốc hơi khỏi thế giới, đến mảnh áo cũng không thấy đâu. Điều này khiến hai người cảm thấy vô cùng kỳ lạ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, trừ khi thế lực nào đó cố tình giấu anh đi. Ngày thứ 30 cuộc sống tưởng chừng về đúng quỹ đạo, nhưng đối với Nhi, nó chính là khuyết mất bầu trời. Thế giới xung quanh chỉ còn màu xám xịt nặng nề không màu sắc, hương thơm hay vui vẻ. Chính bản thân cô cũng không biết mình làm sao sống qua được từng ngày không có anh cô đơn thường nhớ sầu muộn như thể căn bệnh kinh niên ti nhau hành hạ trái tim cô vậy bà mẹ lãnh thường qua đây chơi với cô tiêu ngạn đã xuất viện cùng tuệ mẫn dương linh thường lui tới an ủi cô và họ kiên trì trong công cuộc tìm kiếm nhưng không ít khoảnh khắc họ còn suy nghĩ rằng anh đã chết nhưng cô không bao giờ nghĩ hoặc đúng hơn không muốn nghĩ rằng anh đã biến mất khỏi cuộc sống của cô không một ngày nào cô không nhớ tới anh tại bệnh viện ở Mỹ. Người đàn ông tỉnh lại sau 28 ngày nhập viện. Hôm nay lần thứ ba người phụ nữ lại đến đây. Cả thân người uyển chuyển mềm mại xa vào lòng anh ôm ấp. Người ta chờ anh lâu lắm rồi đấy. Suốt một tháng, ngày nào cũng ở cạnh anh đến tận khuya mới đi. Đây này, cuồng thăm đây này. Chỉ nhớ anh có chút mơ hồ. Nhưng hình như cô gái này là người anh yêu. Nhưng cơ thể anh có chút bài xích cô ta thì phải. Anh nghĩ chắc có lẽ sau giấc ngủ dài nên vậy. Vì thế anh ôm cô ta Nụ cười có chút sự sùng Để em chịu khổ rồi Ngày mai chúng ta quay về Cô cười nhẹ trong lòng không khỏi mãn nguyện Nửa đêm Hảo đang ngủ ở nhà chuông điện thoại kêu phá bĩnh Anh thầm chửi Chết tiệt Thằng nào rảnh rỗi gọi giờ này Không muốn ngủ thì để người khác ngủ chứ Nhưng suy nghĩ lập tức chặn đứt Khi giọng nói trầm lạnh vang lên từ đầu dây bên kia Mai đến sân bay đại thành đón tôi Là phong tổng à Anh ấy quay lại rồi Phong Phong Tổng là anh thật ư Anh thực sự đấy à Chú muốn đi lượm sắt vụn rồi à Hảo Nói rồi anh cúp máy Hảo mừng đến rớt nước mắt Anh lập tức gọi cho Nhi báo tin vui Tiểu thư à Phong Tổng còn sống Ngày mai anh ấy về Đại Thành Chỉ nghe thấy bên kia là tiếng khóc nức nở Hảo nói tiếp Ngày mai tôi đến đón tiểu thư Ngồi trên ô tô Nhi thấy lòng mình xốn xao không yên Đã một tháng không gặp anh Cô không biết hiện tại anh thế nào tại sao suốt thời gian qua anh không liên lạc với cô người đầu tiên anh gọi cũng là thư ký hạo chứ đâu phải cô một sự cảm không lành dâng lên trong lòng tiểu thư cô nghĩ gì thế hạo thấy nét mặt lúc xanh lúc trắng của nhi cô lo sợ điều gì đây không không có gì đâu à anh gọi báo cho cha mẹ lãnh và mấy người tiêu ngạn chưa cô vội đổi chủ đề tiểu thư yên tâm tôi báo rồi ạ à. chắc họ đang trên đường tới sân bay Cô ừ một tiếng rồi hướng mắt ra ngoài cửa kính Ánh mắt một vẻ đam chiêu Sắp mưa rồi Tại sân bay Đôi nam nữ bước ra từ cửa sân bay Đằng sau kéo theo hành lý Nam nhân khí chất bức người Ngoại hình đẹp đến độ hoàn hảo như nhân vật game Chỉ riêng đôi mắt thì lạnh lùng cao ngạo Tựa như thiên vương Nhưng đủ đốt cháy trái tim người phụ nữ bắt gặp Người phụ nữ đi bên Thân hình đồng hồ cát nóng bỏng Không hề che giấu qua chiếc váy liền thân bó sát màu đỏ rượu cánh tay trắng muốt như rắn nước cuốn quanh eo người đàn ông đôi môi đỏ mọng liên tục thốt ra lời nũng nịu hẳn là đôi trai tài gái sắc đi mà nhưng lọt vào đôi mắt trong veo của nhi khung cảnh tự như lưỡi dao sắc bén đâm vào lồng ngực cô người phụ nữ đó không xa lạ chính là lâm uyển như tại sao anh và cô ta gần gũi như vậy hơn nữa ánh mắt dịu dàng như tình là ánh mắt anh từng dành cho cô dành cho người anh yêu thương vô hạn nhưng hiện tại trong mắt anh không phải cô mà là cô ta Tuyết âm mưu gì đây Cô không hiểu Cô không muốn hiểu Hảo đứng ở bên Thấy sự đau lòng trên gương mặt cô Anh vội vàng nói đỡ Tiểu thư à Chắc đây chỉ là sự hiểu lầm Thư ký Hảo Anh tới đón anh ấy đi Tôi đi sau Hảo lúng túng nhìn cô Vâng vâng lời rồi đi tới Phòng thế Hảo thì đẩy vali phía anh lời mê quá Lần sau đi đón tôi Vui lòng để bạn gái cậu ở nhà đi Hảo ngây ra Ánh mắt hỏi chấm Bà gái là sao? Ai? Ở đâu? Nhưng khi đôi mắt sâu thẳm của anh in hình cô Hạo sững người Nhìn ngây ngốc nhìn anh Trái tim nhai bóp nghẹt Anh gọi cô là bạn gái của thư ký Hạo Anh giả vờ quên cô đấy à? Nhưng lý do là gì? Nếu hết yêu em là ơn nói với em một tiếng Em lặng lẽ rời khỏi cuộc sống của anh mà Nhưng làm ơn đừng rời bỏ hình bóng em khỏi trí nhớ Điều đó so với vết thương vật lý Còn đau đớn hơn gấp bội khi bốn đôi mắt đối nhau Như bước dần phía anh Cô cảm nhận ánh mắt lạnh lùng đề phòng của anh với cô Một loại cảm giác cô chưa từng nếm trải Suốt 10 năm bên anh Anh đứng trước mặt cô Cô cười gỡ gạo bọng mắt ngắn nước như thể có thể trào ra bất cứ lúc nào Giọng cô vẫn ngọt ngào Nhưng hơi run run Phong Anh quên em rồi sao Tôi phải quen cô à Anh lạnh lùng nói Một giọt nước mắt lăn xuống Em là Thiên Nhi Cô Lời nói chưa tròn Phong thấy đầu mình đau nhói Bàn tay to lớn đỡ lấy thái dương Nhìn rốt sắng Anh sao thế Phong Đôi tay nhỏ nhắn đưa lên Tính vuốt nhẹ khuôn mặt đẹp trai Nhưng chưa kịp chạm Người phụ nữ bên cạnh nhanh hơn Xoay cả người anh qua hướng cô ta Rồi đặt hai tay lên má anh âu yếm Phong Anh đau đầu à Phong nắm tay cô ta Dịu dàng hôn nhẹ Để em lo lắng rồi Anh không sao Uyển Như cười cười ngọt ngào ôm lấy anh Nhưng ánh mắt đang ý phóng về phía cô gái nhỏ Anh không được giấu em đâu đấy Như đau lòng Bàn tay chơi vơi giữa không trung từ từ thu lại Đáy mắt không giấu nổi sự thất vọng Như đôi nam nữ thân thiết trước mặt Và đây là câu trả lời của anh Như đốt nước mắt vào trong Chậm chậm nhìn anh Rồi lựa chọn quay người rời đi Hạo nhìn bóng lưng đầy cô đơn của cô Không khỏi cảm thấy bất bình Cô ấy suốt một tháng qua Vì anh tiểu tụy trông thấy Mỗi giây mỗi phút nhớ thương vô cùng Vậy mà sếp anh nhẫn tâm quên cô Chẳng khác nào công sức chờ đợi mòn mỏi Chỉ là vô nghĩa Chẳng khác nào tình yêu sâu đậm của cô Chỉ là trò chơi đối với anh Sếp à Anh quên tiểu thư thiên nhi thật à Phòng hơi mất kiên nhẫn Tiêu hạo Từ lúc nào cậu dở giọng chất vấn đó với tôi Hơn nữa cô ấy chẳng phải người của cậu à Ơi không Cô ấy là Anh chưa kịp nói hết Lâm Nguyễn Như nhảy vào mồm Thưa ký Hảo, anh nên đưa chúng tôi về đi, không thấy anh Phong đang đau đầu à? Hạo im bặt, chỉ có thể léo đéo đi theo Phong và cô ta ra xe. Khi chiếc mây bách lăn bánh, cũng là lúc trời đổ cơn mưa dữ dội. Trong xe, Uy Như ngồi nép vào lòng Phong, giọng nói dịu hiền ngoan ngoãn. Phong, anh quen cô gái vừa rồi ư? Không có. Anh cường chiều vuốt má cô ta. Vậy thì còn được. Em không thích người đàn ông của em có nhiều ong bướm đâu. Cô ta vui sướng hôn nhẹ môi anh, trong lòng không ngừng tán thưởng tài năng của vị bác sĩ lạ đúng phòng triệt để quên đi nhi bây giờ trong ký ức của anh ở đâu có cô ta ở đó chính là vị trí của lâm uyển như cô lúc này uyển như đánh mắt ra cửa kính khung cảnh bên ngoài thực đẹp quá đi mà nhi trầm mặc đi dưới cơn mưa mái tóc bộ vai xanh nhạt bị tấm ướt hoàn toàn bết dính và cơ thể gầy gò làn da vốn trắng hồng giờ trắng đến bệnh như là người bệnh Từng cơn gió lạnh lướt qua Khiến bờ vai cô run run từng đợt Lạnh đến thấu xương Nhưng cô không quan tâm Ánh mắt vô hồn bị thu hút bởi chiếc xe sang trọng lướt qua trước mặt Bên trong ấy có người cô yêu thương Đôi mắt lần nữa hướng xuống mặt đất Bao nhiêu nước mắt cô kìm nén tuôn trào hòa vào làn mưa lạnh buốt Cô mệt lắm Cô ngồi xổm xuống Bàn tay không ngừng lau đi nước mắt Nhưng càng lau thì lại càng rơi nhiều Vì càng yêu tim lại càng đau Nhi ngồi gục trên vệ đường Khóc đến hai mắt đỏ hoe. Cô gái Cháu ngồi đây sẽ cảm lạnh đấy Một giọng nam mạnh mẽ Cơ nghị vang lên trên đỉnh đầu Nước mưa cũng không tiếp tục xối vào người nữa Nhi lau đi hàng nước mắt Ngửa đầu muốn nhìn thấy người đàn ông che mưa cho mình Người đó độ tuổi vào ngũ tuần Như vóc dáng to lớn vạm vỡ Khuôn mặt góc cạnh không kém phong như dễ thấy trên đó Có nếp nhăn mà thời gian bỏ lại Đôi mắt đen sâu thẳm của ông bác nhìn cô có chút kỳ lạ, buồn buồn, bồi hồi tình cảm, rất khó diễn tả. Nhưng cô không có sức nghĩ nhiều, cô đứng lên nhưng hai chân tê vì ngồi lâu liền loạng choạng không vững. Người đàn ông đưa tay đỡ lấy eo cô, cô miễn cưỡng bám vào tay ông làm điểm trụ đứng dậy. Khi cảm thấy đôi chân vững vàng, cô lịch sự đẩy tay ông ra, giọng lễ phép: "Cảm ơn bác ạ." À. Người đàn ông cười, nhìn bàn tay vừa chạm vào cô, rồi nhìn khóe mắt cô quan tâm cháu vừa khóc à có chuyện gì thế ra dạ, không có ạ cô vội quay đi lấy tay lau mặt lần nữa người đàn ông nói tiếp tuy chúng ta không thân quen nhưng có lẽ nói chuyện với một người lạ như ta cháu sẽ có thể thoải mái hơn vì có lẽ chúng ta sẽ không gặp lại nhìn ngây người nhìn ông bác trước mặt tự nhiên trong lòng tệ ấm áp nhưng có lẽ ông ấy nói đúng nhiều khi nói chuyện với người lạ cho ta cảm giác an toàn hơn khi nói với người quen có lẽ vì người lạ không quen ta Ta không cần sợ bị họ phanh phui chuyện xấu chăng Nhi cười nhạt Nhìn ông bác tốt bụng trước mặt Như vậy có được không Cháu sợ lắm mất thời gian của bác ạ à? Được chứ Hôm nay ta rảnh Cháu muốn đến nhà ta một lát không Ở đó có quần áo mới cho cháu thay Nhi lần đầu tiên cảm thấy cái loại cảm giác này Được người đàn ông mời đến nhà Hơn nữa là nhân vật lạ mặt Nhưng cô lại không hề cảm thấy có tí nguy hiểm nào cơ Ngược lại, ông ấy khiến cô thoải mái, thân quen Đúng là khó hiểu thật Nhưng nhìn bộ váy ướt đẫm đang nhỏ giọt trên người Cô cười ngại ngùng nhìn ông Vậy cháu cảm ơn trước ạ Ông cười hiền rồi làm động tác mời Cánh tay nhanh nhẹn giúp cô mở cửa xe Nhi thuận theo cùng ông ngồi vào ghế sau Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh Đến ngôi biệt thự xa xỉ Nếu để ý Nơi này có vẻ lộng lẫy hơn nhà chính hàn gia nhi cảm thán tự hỏi ông bác này có thể giàu cách xù như vậy ư ông ra lệnh cho nữ giúp việc đưa cô đến phòng cho khách lấy đồ cho cô thay sau khi cơ thể ấm áp trở lại nhi ngồi trong thư phòng của ông đối diện chính là ông ông chu đáo rót ấm trà cho cô uống đi cháu gái nó giúp cháu thoải mái hơn đấy cô gật đầu hai tay cầm cốc trà cảm nhận sự ấm áp thấm qua lớp da mỏng và tràn vào cổ họng tâm trạng đúng là có phần tốt hơn được rồi chứ Bây giờ ta sẵn sàng nghe câu chuyện của cháu Nhi bắt đầu kể cho ông rất rất nhiều chuyện Từ việc cô sống với dì hồi nhỏ Rồi được một chú đẹp trai nhận nuôi Chú ấy cưng chiều cô Từ từ khiến cô lún sâu vào tình yêu với anh Cùng nhau trải qua hiểu lầm Cãi vã rồi làm lành Tình yêu vì thế sâu sắc Nhưng cuối cùng thì Anh ấy quên cháu rồi Chỉ để quên cháu Cô không khóc nổi Nhưng vành mắt vẫn nóng lên cô nhìn ông bác trước mặt ông đam chiêu điều gì đó có phải vì cô kể dài dòng ông buồn ngủ rồi không nhỉ bác à có phải cháu làm phiền bác rồi không người đàn ông lúc này lấy lại trọng tâm đôi mắt buồn buồn nhìn cô không chỉ là ta nhớ về một người ta dành chọn cả trái tim yêu thương nhưng bà ấy dù chỉ chút tình cảm cũng không dành cho ta ông nhìn cô ánh mắt buồn và nhớ thương cô cười nhẹ nụ cười chứa đầy ưu tư có lẽ chúng ta giống nhau Đều bị thần tình yêu bỏ mặc Cô gái này Cháu còn trẻ Sớm muộn gì cũng tìm được người phù hợp với mình Đừng buồn mãi vì mối tình đã qua Ông khuyên cô là vậy Nhưng thực chất ông lại không thể vậy Nếu 18 năm trước Ông nghe lời bạn thân buông xuôi Có lẽ giờ người ông yêu được hạnh phúc Ông vui vẻ nhìn bái hạnh phúc bên người đàn ông đó Chỉ đâu cần tiếc nuôi nhớ thương thế này Nhìn thì ông nói đúng nhưng đó là lý trí Còn trái tim thì khác Cháu sẽ buông Như giờ còn quá sớm Vì nếu 10 năm chỉ kết thúc bằng một câu quên Thì thực nực cười đúng không bác Ông cười Cô thực cố chấp giống ông hồi đó Để rồi cô nhóc Đây là chuyện riêng của cháu Ta không có quyền can thiệp Nhưng hãy nhớ ta luôn sẵn lòng nghe cháu tâm sự Nếu tương lai không được như cháu mong muốn Thì hãy quay lại đây Ta hứa an ủi cháu Cảm ơn bác nhiều ạ cô cảm kích ông bác lạ mặt mà đúng rồi cháu tên thiên nhi bác tên gì ạ à? ta là cửu hoàng hiên nhi được ông đưa về nhà vừa đến nhà cô trông thấy mọi người tụ tập ở phòng khách cha mẹ lãnh ngồi vị trí trung tâm bên phải là phong và lâm uyển như bà lãnh lên tiếng nhi à lại đây với ta cô theo thói quen đáp tiếng mẹ uyển như lập tức chừng cô nhưng vì trước mặt có lão gia và phu nhân cộng thêm phong ngồi cạnh cô ta đành nuốt ghen ghét trong lòng Giọng nói mềm mại Em về rồi Hà Nhi Mau lại đây ngồi cạnh chị Nhưng Phong tỏ ra chán ghét Em không cần nhún nhường như thế Đây là nhà chúng ta Em mới là nữ chủ nhân Nhi đang đi thì khựng lại vài giây Rồi tiếp tục đi đến chiếc ghế đối diện đôi nam nữ Bà lãnh thấy vậy bực dọc ra mặt Ánh mắt khó chịu Nhìn con trà xanh mặt dày lắm mồm kia Cô ta ngược lại tỏ ra vô tội Cơ thể mềm mại cố tình nét vào tay anh Bà ta nói bằng giọng tức giận về Phong con muốn làm phản đấy hả Phong Lời mẹ nói không bằng đứa con gái hư hỏng kia à Cô ấy là người yêu con Có là mẹ thì cũng không được phép xúc phạm cô ấy Nhi không nói gì Chỉ lặng lẽ nhận vết thương do anh vô tình tạo ra Ừ thì người anh yêu Ông lãnh cũng không chịu nổi Mày làm tổn thương cái Nhi rồi đấy Giữa ăn nói như thế với mẹ mày đấy à thằng nghịch tử kia Con nói rồi con không quen Không hề yêu thích cô ta dù chỉ một chút sao mấy người đều nói con làm tổn thương cô ta lúc nào ở đâu ạ anh gàn từng chữ như thể sợ người đối diện không nghe rõ vậy nhi cười méo mó nhìn anh lòng tự nhủ phải kiên cường cô đã nói dành một tuần để lấy lại anh nhưng nếu không được cô chấp nhận rời đi ông bà lãnh chỉ biết ái ngại nhìn cô họ không hiểu sao sau một tháng anh thay đổi nhiều như vậy có lẽ anh nhận ra mình không yêu nhi như đã tưởng nhưng để quên luôn con bé thì tự không thể chấp nhận Đối với hai người đã vậy Nhi còn đau khổ thế nào đây Nhưng cô chỉ hai người rồi lắc đầu Bà lãnh đau lòng bước đến ôm cô trong lòng Nhi à Mà kệ cái thằng nghịch tử này Ta coi như không có đứa con trai như nó Con về nhà chính làm con gái ta nhé Cô xúc động vì tình cảm cha mẹ lãnh dành cho cô Nhưng lời đã quyết không thay đổi Cô nhẹ nhàng từ chối bà Hai người không còn cách nào để mà cô quyết định, nhưng vẫn không quên nhắc nhở, "Nhi, chúng ta mãi là cha mẹ của con." Phong thấy cha mẹ cô bị mê hoặc, đâm ra càng chán ghét, nhưng vì mẹ anh để cô ở lại, anh đành không ý kiến, liền ôm lấy eo Như lên phòng. Nhi quay lại căn phòng lúc trước cô ở, bởi vì căn phòng của Phong không còn chỗ cho cô. Thật may vì còn vài bộ đồ trong tủ, cô mệt mỏi lấy chúng vào phòng tắm bên kia phong nhìn tủ đồ của mình một nửa đồ nữ nhưng không có vẻ gì là đồ của uyển như vì chúng trông nhỏ hơn vài cỡ đây là đồ của ai uyển như cắn môi dưới chắc một tháng anh không ở đây có bé nhi nó thường xuyên qua lại căn phòng này cô ta cố tình nói bằng chất giọng ghen tuông tức giận và quả thực anh sợ cô ta ghen mà không kiêng nể cầm toàn bộ số quần áo của nhi vứt ra khỏi cửa phòng loại phụ nữ cơ hội đó không có quyền liên quan đến chúng ta Em đừng lo lắng nữa Bà quản gia Trương đúng lúc đi ngang Phong liền nói Thím cho người dọn dẹp toàn bộ căn phòng này cho tôi Với cả đem cái số đồ này đốt đi Tôi không muốn thấy bất cứ cái gì liên quan đến cô ta Nhưng mà Nhưng Bà chưa kịp nói xong anh đóng sập cửa Nguyên văn câu nói chính là Nhưng mà đây là đồ cậu mua cho tiểu thư mà Bà nhìn đống đồ đáng thương nằm trên sàn Bà liền nhặt lên Từ tốn gõ cửa phòng nhi Có chuyện gì thì thím Nhi à Số đồ này có có cần không Cô nhìn những thứ trên tay bà Anh ấy vứt chúng đi ạ Bà không trả lời Cô cũng chỉ mỉm cười nhẹ Người mua không còn muốn nhìn thấy chúng Thì cứ đem bỏ đi ạ Con không có quyền với chúng nữa rồi Nhi à Con không sao đâu Bà nhìn cánh cửa phòng đóng lại Nghĩ cũng thương cho cô Nên đành đem số đồ về phòng mình cất giữ cẩn thận Thầm hy vọng về ngày nào đó cậu chủ và cô gái nhỏ có thể hòa hợp. Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của tập truyện thứ hai đã kết thúc rồi. Bộ truyện còn hai tập nữa, chúng ta đừng bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ chia sẻ cảm nhận của bạn cũng như đừng quên đăng ký kênh theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.